Kính thưa quý thầy cô, quý đồng nghiệp, ung thư tuyến giáp là bệnh thường gặp và có tần suất gia tăng nhiều trong thời gian gần đây. Theo số liệu ghi nhận ung thư toàn cầu GlobalCan năm 2020, mỗi năm trên thế giới có trên 586.000 ca ung thư tuyến giáp mới được chẩn đoán, đứng thứ 9 về số ca mới mắc, với số độ chủng tuổi là 6,6 phần 100.000. Trong đó 90% là ung thư tuyến giáp bị quá tốt, có tiên lượng rất là tốt, số ca tử vong đó thì ít. Mặc dù cái số ca mới mắc là nhiều nhưng mà số ca tử vong rất là ít, tính khoảng là 43.000 ca thôi, tức là nó khoảng 5% và đứng hàng thứ 24 trong các ca tử vong, tử suất là chỉ có 0,43 phần 100.000. Tại Việt Nam thì số liệu mình cũng có là mỗi năm thì có khoảng 5.500 ca ung thư tuyến giáp mới được chẩn đoán, đứng hàng thứ 9 và số ca tử vong đó thì chỉ có khoảng 642 ca, tức là khoảng 10% và đứng hàng thứ 21. Đặc điểm của ung thư tuyến giáp Việt hóa đó là một cái dạng bệnh có tiên lượng rất là tốt, nên số người điều trị khỏi ung thư và có khỏi bệnh lâu dài rất là lớn. Người ta thấy cái độ lưu hành 5 năm trên toàn cầu sắp xỉ là 2 triệu ca và tại Việt Nam đó phải 16.500 ca. Cái số này thì cần được theo dõi lâu dài, gồm theo dõi xử lý các tình trạng phụ của điều trị, theo dõi và phát hiện các tái phát di căn bằng cái khám lâm sàng, cái sinh hóa, hình ảnh. Cái chương trình đào tạo y khoa liên tục kỳ này nhằm giúp các bác sĩ quản lý tốt sau điều trị lâu dài các bệnh nhân ung thư tuyến giáp một cách hợp lý nhất. Cái chương trình hôm nay được phối hợp tổ chức bởi Trung tâm Đào tạo Nhân lực theo nhu cầu xã hội của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với sự tài trợ của công ty Esai Việt Nam và công ty Cross, mảng Cross Diagnostic, với các sản phẩm liên quan tới chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến giáp, cũng như là xét nghiệm chức năng tuyến giáp, xét nghiệm TC, TCAB và thuốc điều trị nhắm trúng đích là lenvatinib, một cái thuốc rất là hữu hiệu trong điều trị ung thư tuyến giáp biệt hóa kháng y giới 131. Tham dự chương trình hôm nay gồm có các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, báo cáo viên với các bài báo cáo như sau. Chúng ta sẽ có 3 bài báo cáo. Bài báo cáo thứ nhất là của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Cảnh, bộ môn y học hạt nhân, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và là trưởng khoa y học hạt nhân Bệnh viện Chợ Rẫy với đề tài là vai trò của PET-CT trong ung thư tuyến giáp biệt hóa. Bài thứ hai là của tôi là tiến sĩ bác sĩ Trần Đặng Ngọc Linh, trưởng bộ môn ung thư Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng khoa xạ trị phụ khoa Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, với bài là vai trò của ticagrelor và ticagrelor antibody trong theo dõi sau điều trị ung thư tuyến giáp biệt hóa. Và cái bài báo cáo thứ ba là của bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Nhiều, hiện đang làm phó trưởng khoa nội phổi phụ khoa Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, với bài là quản lý các biến cố bất lợi của liệu pháp toàn thân điều trị ung thư tuyến giáp biệt hóa. Chúng tôi kính chúc quý thầy cô và quý đồng nghiệp có một cái buổi CME thật là bổ ích trong buổi sáng hôm nay để góp phần quản lý thật là tốt cho các bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa sau điều trị lâu dài. Cũng để bắt đầu chương trình hôm nay thì tôi xin giới thiệu bài đầu tiên là do tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Cảnh báo cáo với cái chuyên đề là vai trò của PET-CT trong ung thư tuyến giáp biệt hóa. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Cảnh. Được giới thiệu, tôi là bác sĩ Nguyễn Xuân Cảnh, thuộc bộ môn y học hạt nhân Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là nhân viên của khoa y học hạt nhân Bệnh viện Chợ Rẫy. Thì bài trình bày hôm nay của tôi bao gồm là phần vai trò và ứng dụng của PET-CT trong ung thư tuyến giáp biệt hóa. Tôi xin được bắt đầu. Thì phần trình bày gồm có 5 phần. Thứ nhất là liên quan đến tổng quan điều trị ung thư tuyến giáp. Thứ hai là những trường hợp mà tăng chỉ số ung thư tiroglobulin nhưng mà những cái tổn thương thì không tăng hấp thụ iốt 131.
cái phần trình bày số 3 đó là những cái chỉ định ghi hình FDG PET-CT trong ung thư tuyến giáp biệt hóa. Thứ tư đó là vai trò của PET-CT trong theo dõi điều trị ung thư tuyến giáp với thuốc nhắm trúng đích. Và phần thứ năm là những cái xạ hình thụ thể somatostatin và liệu pháp BRT trong ung thư tuyến giáp biệt hóa. Về phần tổng quan ung thư tuyến giáp biệt hóa thì như chúng ta cũng biết về giải phẫu bệnh của ung thư tuyến hóa trong ung thư tuyến giáp thì tuyến giáp nó bao gồm có tế bào nang giáp và tế bào cận nang, và trong đó tế bào nang giáp thì chúng ta có một cái carcinom tuyến giáp biệt hóa tốt, thông thường chúng ta hay gặp đó là dạng nhú và dạng nang chiếm 90%. Một phần nữa, chúng ta có carcinom kém biệt hóa từ tế bào nang giáp thì đây là những cái trường hợp mà hấp thu iốt 131 rất là kém. Và trường hợp thứ ba đó là carcinom không biệt hóa. Và một cái phần ngoài cái tế bào nang giáp thì chúng ta có tế bào cận nang trong tuyến giáp thì cũng cho chúng ta một cái carcinom tuyến giáp dạng tủy. Như vậy có hai phần carcinom tuyến giáp dạng tủy và carcinom tuyến giáp từ tế bào nang giáp loại không biệt hóa, thì đây là hai trường hợp mà chúng ta thấy rằng là không có hấp thu iốt 131. Do vậy nếu mà như vậy điều trị iốt 131 phóng xạ thì không có hiệu quả cho hai trường hợp này. Và để minh họa đơn giản tại sao mà chúng ta sử dụng iốt 131 trong điều trị ung thư tuyến giáp biệt hóa thì chúng ta có thể xem như tuyến giáp bình thường của chúng ta, tế bào tuyến giáp đó là cái loại tế bào mà biệt hóa rất là tốt, thì như vậy hấp thu iốt 131 rất là nhiều. Trong khi đó đối với ung thư tuyến giáp biệt hóa tốt á, thì nó mất một phần hấp thu iốt 131, tuy nhiên nó vẫn còn hấp thu iốt 131. Do vậy chúng ta có thể sử dụng iốt 131 trong điều trị ung thư tuyến giáp biệt hóa tốt. Trường hợp biệt hóa kém thì chúng ta cũng có thể sử dụng, nhưng mà chúng ta phải sử dụng cái liều cao hơn. Như vậy vấn đề độc tính liên quan tới iốt 131 trên cơ thể chúng ta phải chấp nhận nó nhiều hơn. Trong khi đó đối với loại không biệt hóa thì gần như coi như là không có hấp thu iốt 131, chúng ta không có sử dụng iốt 131 phóng xạ. Về cái phương pháp điều trị ung thư tuyến giáp biệt hóa thì rõ ràng đầu tiên chúng ta tốt nhất là vẫn là chúng ta phải phẫu thuật. Sau đó tùy theo cái nhóm nguy cơ, trong những trường hợp nguy cơ thấp thì chúng ta chỉ sử dụng cái hormone tuyến giáp thay thế và ức chế cái ung thư. Trong những cái trường hợp mà nguy cơ từ trung bình đến cao thì chúng ta có thể xem xét vấn đề điều trị đồng vị phóng xạ iốt 131 sau khoảng từ 3 đến 4 tuần sau phẫu thuật, và tiếp theo đó là chúng ta điều trị hormone tuyến giáp. Trong quá trình điều trị iốt 131 thì chúng ta có thể có xạ hình trước và hoặc là sau điều trị iốt 131 để chúng ta có thể thấy được hấp thu của đồng vị phóng xạ lên các tổn thương mà trong ung thư tuyến giáp biệt hóa. Thì như vậy đối với điều trị ung thư tuyến giáp biệt hóa sau phẫu thuật bằng iốt 131 thì người ta được xem như đây là một cái phương pháp phóng xạ nhắm trúng đích, tức là dùng cái từ là targeted radionuclide therapy. Và đối với cái đồng vị iốt 131 thì nó phát ra hai loại tia, một cái là tia beta dùng để điều trị, thì đối với tia beta này nó đi vào trong mô, trong tế bào u, và nó với một cái bước chạy chỉ khoảng từ 5 đến 8 mm, dùng để tiêu diệt khối u. Ngoài ra iốt 131 còn phát ra tia gamma, thì đây là cái tia gamma thì chúng ta có thể nó đi xa hơn, do đó chúng ta có thể theo dõi trên các hình ảnh trên máy SPECT CT để chúng ta có thể biết được tổn thương ở vị trí nào và theo dõi đáp ứng điều trị. Và hiện nay á, với cái phương pháp dùng iốt 131 thì chúng ta có thể sử dụng để chẩn đoán và để điều trị. Và với phương pháp chẩn đoán thì chúng ta gọi đây là một cái phương pháp mà chẩn đoán phương pháp điều trị này có hiệu quả hay không. Do đó có chúng ta có cái từ kết hợp giữa diagnostic và therapeutic, tức là dịch chung, đó là từ chẩn trị. Chẩn ở đây là chẩn đoán một phương pháp điều trị có hiệu quả hay không, và sau đó tiến hành điều trị. Tức là chúng ta dùng iốt 131 với một cái liều nhỏ để chúng ta chẩn đoán vị trí và các tổn thương và mức độ hấp thu của các tổn thương trong ung thư tuyến giáp. Sau đó là chúng ta biết được và từ đó cân nhắc vấn đề, chọn lựa cái phương pháp điều trị, và lúc đó chúng ta sẽ sử dụng iốt liều cao hơn. Thì như vậy đây là một cái phương pháp mà chẩn trị, đó là một cái phần mà chúng ta hiện nay quan tâm, đó là y khoa cá thể điều trị phù hợp với từng cơ thể người bệnh.
Chẳng hạn như ở đây chúng ta xạ hình chẩn đoán trước điều trị với một dùng một cái liều thấp 20 mCi để phát hiện một cái tổn thương di căn hạch thượng đòn ở đây, và sau đó chúng ta sẽ điều trị một cái liều cao để tiêu diệt cái tổn thương này, và ở đây là một liều 150 mCi iốt 131, và sau đó chúng ta xạ hình sau điều trị và chúng ta cũng thấy thuốc hấp thu ở cái tổn thương di căn hạch thượng đòn ở đây. Trong quá trình theo dõi thì chúng ta sau điều trị thì từ 6 đến 12 tháng chúng ta tiến hành kiểm tra. Trong những cái trường hợp mà chúng ta kiểm tra lâm sàng các hình ảnh giải phẫu thường quy, xạ hình toàn thân âm tính và chỉ số ung thư dưới 1 nanogram trên ml và trong cái giới hạn là kháng thể tiroglobulin bình thường, thì chúng ta có thể đánh giá đó là sự đáp ứng hoàn toàn với điều trị. Trong trường hợp kiểm tra mà chúng ta thấy xạ hình toàn thân mà vẫn còn những cái tổn thương hoặc còn mô giáp còn hấp thu iốt 131 thì chúng ta đánh giá là chưa có sự đáp ứng hoàn toàn và chúng ta phải tiếp tục điều trị tiếp bằng iốt 131. Theo dõi sau điều trị thì thông thường á, thì chúng ta thấy rằng đối với ung thư tuyến giáp thì có một cái tỷ lệ tái phát là khoảng 15% hoặc tái phát tại chỗ hoặc di căn, và trong những trường hợp này chúng ta có thể yêu cầu điều trị trị tiếp iốt 131 nếu như là chúng còn hấp thu. Tuy nhiên là có 2/3 trong những trường hợp mà tái phát tại chỗ và di căn này nó lại đề kháng với iốt 131, và những cái trường hợp mà đề kháng này á, thì tỷ lệ sống còn chỉ còn khoảng 10% trong vòng 10 năm và trung bình thời gian sống thêm khoảng được 2 đến 5 năm. Và như vậy chúng ta có một cái tiêu chuẩn đánh giá những ung thư tuyến giáp kháng trị với iốt 131. Thường là những cái tổn thương này là không hấp thu iốt 131, hoặc là trước đây có hấp thu nhưng mà sau đó lại không hấp thu iốt 131 nữa. Hoặc là những cái trường hợp có những tổn thương thì có hấp thu và có những tổn thương không còn hấp thu. Và một cái điểm quan trọng nữa là chúng ta thấy mặc dù những cái tổn thương này vẫn còn hấp thu nhưng mà chúng ta đánh giá về hình ảnh cấu trúc thấy bệnh vẫn tiến triển, tổn thương vẫn lớn hơn, không có đáp ứng thì chúng ta cũng xếp vào là kháng trị với iốt 131. Và một cái trường hợp mà chúng ta khi đã sử dụng liều cao mà vẫn không hiệu quả ở đây là tổng liều mà trên 600 mCi thì nó sẽ gia tăng thêm các tác dụng phụ và cũng như là những cái nguy cơ cùng một cái ung thư số 2 xuất hiện sau này. Thì trong 5 trường hợp này chúng ta được xem như là kháng trị với iốt 131. Thì khi mà đang nói đến cái tổn thương này, có những cái tổn thương, tức là ý chúng ta muốn nói đến đây là những cái tổn thương về mặt cấu trúc hoặc là tổn thương về mặt chuyển hóa, tức là về cấu trúc chúng ta không thấy nhưng mà các hình ảnh chuyển hóa chúng ta có thể thấy được tổn thương này. Những cái trường hợp mà kháng trị thì thông thường là do những nó có thể nó chuyển đổi những cái dạng biệt hóa, từ ban đầu là chuyển đổi biệt hóa, ban đầu là biệt hóa tốt nhưng mà sau đó nó có thể chuyển đổi qua những cái dạng kém biệt hóa cũng như là không có biệt hóa. Và có một cái gen mà chúng ta thường quan tâm hiện nay đó là BRAF V600E. Đây là những cái gen mà có biểu hiện thường đột biến trong cái ung thư tuyến giáp biệt hóa, và khi có đột biến này thì nó biểu hiện là gia tăng cái sự nguy hiểm của cái tổn thương tuyến giáp này và khả năng hấp thu iốt 131 sẽ kém hơn và năng tăng lên cái nguy cơ là thái phát hoặc là bệnh lý dai dẳng không đáp ứng với điều trị. Và có một cái khuyến cáo là người ta nên đề nghị là nên kiểm tra đột biến khi mà chúng ta chọn lựa cái phương pháp điều trị ban đầu. Ở đây chỉ dừng lại mức độ là khuyến cáo. Thì cái gen này là cái gen BRAF này á, thì cái thành phần này nó quyết định đến vấn đề cái một cái protein ở màng tế bào của tế bào tuyến giáp gia tăng vấn đề hấp thu iốt. Khi mà có quá trình đột biến thì có thể làm giảm cái lượng cái NIS này, tức là một cái protein ở màng tế bào natri iodide symporter để hấp thu iốt vào trong tuyến giáp. Khi mà giảm cái vấn đề hấp thu iốt mà liên quan đến cái thành phần NIS này á, thì có thể nó có những cái tổn thương liên quan về phía di truyền, tức là về phía gen hoặc là về phía ARN thông tin, quá trình tổng hợp cũng như di chuyển của cái protein này đến cái vị trí màng tế bào để hấp thu về iốt 131. Nhưng tuy nhiên chúng ta đặt ra một cái vấn đề là có thật sự là nó kém hấp thu hay là hay không, hoặc là không có hấp thu, thì hiện nay chúng ta chỉ dừng lại là ở xạ hình bằng iốt 131. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn một cái loại iốt phóng xạ nữa, đó là iốt 124
để sử dụng trong cái hình ảnh PET và PET CT. Và người ta thấy rằng đối với hình ảnh PET và PET CT khi dùng đồng vị phóng xạ iốt 1, 124 phát ra positron thì cho chúng ta cái độ phân giải của thiết bị nó cao hơn, cũng như là cái hình ảnh nó được rõ nét hơn và chúng ta có khả năng phát hiện được nhiều tổn thương hơn khi mà chúng ta so sánh với cái hình ảnh iốt 131 trên hình ảnh xạ hình trên máy trên Plana cũng như SPECT và SPECT CT. Phần thứ hai tôi muốn giới thiệu ở đây là trong những cái trường hợp mà chúng ta theo dõi sau điều trị thì chúng ta thấy có một cái chỉ số ung thư tiroprolin tăng cao, nhưng mà chúng ta xạ hình toàn thân thì lại không thấy hấp thu iốt 131. Như vậy có phải rằng là không có cái tổn thương trong cơ thể hay không? Tại sao mà chỉ số ung thư lại tăng? Thì thông thường sau khi chúng ta kiểm tra 6 tháng sau điều trị á, mà chúng ta thấy cái tình huống đó là xạ hình toàn thân thì âm tính, rồi các hình ảnh thường quy mà chúng ta hay là thử sử dụng như là siêu âm cũng như là X quang phổi, rồi chúng ta cũng không phát hiện tổn thương, nhưng mà chỉ số ung thư vẫn tiếp tục cao. Và như vậy chúng ta mặc dù cũng có thể là nó thấp hơn trước điều trị để chúng ta đánh giá đó là không có đáp ứng hoàn toàn về mặt sinh hóa, thì như vậy có khả năng trong cơ thể vẫn còn tổn thương ở đâu đó mà chúng ta chưa phát hiện được. Thì như vậy có những cái phương pháp mà chúng ta phải cố gắng tìm kiếm để làm sao tìm ra những cái tổn thương này. Những cái trường hợp này thì có thể đó là những cái tổn thương rất là nhỏ và chúng ta dưới độ phân giải của các thiết bị hiện nay. Trường hợp thứ hai là nếu mà chỉ số ung thư tăng mà xạ hình toàn thân âm tính, thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy những, chúng ta cũng biết những tổn thương này dựa vào khám lâm sàng cũng như các hình ảnh giải phẫu, hoặc là những cái tổn thương này rõ ràng là chúng ta chưa biết trên những cái phương tiện hiện nay chúng ta đang có với hình ảnh, với các phương pháp thường quy, thì chúng ta sẽ còn có những cái phương tiện cao hơn để chẩn đoán. Lúc đó chúng ta phải suy nghĩ đến những cái phần mà chúng ta không phải sử dụng thường quy, vẫn sử dụng các thiết bị này, và chúng ta nghĩ đến những cái thiết bị cao cấp hơn như MRI, CT hoặc là siêu âm những cái vị trí khác ở trong cơ thể. Trường hợp thứ hai đó là chúng ta phải sử dụng hình ảnh chức năng. Đối với cái hình ảnh chức năng thì chúng ta hiện nay có nhiều thuốc phóng xạ để chúng ta có thể đánh giá được. Thì hiện nay nếu mà chúng ta sử dụng và những cái hình ảnh trên máy SPECT CT, đó là chúng ta đánh giá những cái khối u mà có tăng sinh ti lập thể, tức là chúng ta dùng một cái đồng vị phóng xạ technetium gắn kết với một cái chất MIB. Cái chất MIB này thông thường chúng ta hay sử dụng ở trong xạ hình tưới máu cơ tim. Trong trường hợp này là những khối u thông thường tăng sinh ti lập thể thì chúng ta vẫn dùng để cái MIB để đi tìm những khối u ở trong cơ thể, đặc biệt là những khối u ác tính. Trường hợp thứ hai là nó sẽ tăng sinh liên quan đến cái men natri K cộng ATP baza hấp thu chuyển đổi liên quan tới vận chuyển natri kali, và chúng ta sử dụng một cái đồng vị phóng xạ đó là thallium. Thì thallium hiện nay thì ít sử dụng do cái tính bức xạ nhiều nên thường cũng không còn được sử dụng nữa. Trường hợp trong tế bào ung thư tuyến giáp thì nó tăng sinh biểu hiện cao protein vận chuyển gluco vào trong tế bào, tức là cái gluco transporter tiếp 1, và chúng ta sử dụng cái hình ảnh PET CT với cái thức đồng vị phóng xạ là F18 fluor, giống như mà chúng ta hay nói đến cái kem đánh răng á, thì có fluor, và gắn kết với một cái chất tương tự FDG như là gluco để mà đi vào qua cái cổng là gluco transporter tiếp 1 trên màng tế bào. Thì trong cái tế bào tuyến giáp cũng như tế bào ung thư tuyến giáp thì chúng ta có nhiều cái thành phần, còn những con đường sinh học và chúng ta có thể sử dụng. Chẳng hạn như ở đây chúng ta thấy rõ ràng chúng ta có thể sử dụng tetsum MIB qua con đường vận chuyển gluco, đó là liên quan tới FDG. Còn thông thường iốt nó sẽ đi vào thông qua cái kênh NIS, tức là cái protein mà vận chuyển iốt vào trong tế bào. Hoặc là chúng ta thông thường hay xạ hình tuyến giáp bằng TEPIC thì cũng đây cũng có một con đường để nó đi vào trong cái tuyến giáp. Thì như vậy đối với trường hợp mà chúng ta sử dụng cái PET với cái chất liên tương tự như gluco thì chúng ta cũng nên biết một ít cái cơ chế về cái cấu trúc đó. Đây là thành phần gluco, và thành phần của FDG là một cái chất tương tự gluco, là chúng ta chỉ thay thế cái nhóm OH trên gluco bằng một cái đồng vị phóng xạ là F18.
Và cái FDG này, một chất tương tự gluco, nó sẽ đi vào trong tế bào ung thư thông qua cái thành phần protein vận chuyển gluco vào trong tế bào, gluco trên bột tơ tiếp 1, cũng như là những cái phần chuyển hóa ở bên trong của gluco. Như vậy, khi mà một cái tổn thương tăng hoạt động chuyển hóa gluco, thì đó thì nó sẽ hấp thu nhiều cái FDG. Và sự hấp thu FDG này nó biểu hiện đó là liên quan tới tăng sinh cũng như biểu hiện cao gluco vận chuyển. Thứ hai đó là liên quan đến những cái men chuyển hóa gluco ở trong tế bào. Và thứ ba đó là tổng lượng của các tế bào u cũng như khả năng tưới máu lên các khối u. Như vậy mức độ hấp thu của cái FDG này nó tùy thuộc vào tổng thể của một khối u nhiều, gồm nhiều tế bào u ở trong này. Và hiện nay cái kỹ thuật mà chúng ta chụp PET-CT thì có hai cái kỹ thuật. Một cái kỹ thuật là chúng ta không dùng thuốc cản quang. Một kỹ thuật thứ hai, chúng ta dùng cái CT có thuốc cản quang. Sau đó là chúng ta chụp CT, rồi chúng ta chụp hình ảnh PET và kết hợp lại thành hình ảnh PET-CT. Nếu trong trường hợp mà chúng ta có dùng thuốc cản quang thì như vậy chúng ta có thể kết hợp giữa hai phương pháp đánh giá, đánh giá về cấu trúc cũng như đánh giá về mặt chuyển hóa của tế bào. Và trong cái ung thư tuyến giáp á, thì tùy theo mức độ biệt hóa thì sẽ có sự hấp thu cái FDG, tức là hấp thu gluco khác với mức độ hấp thu với cái iốt 131. Thông thường chúng ta có một cái hiện tượng flip flop, tức là những trường hợp mà carcinom tuyến giáp mà không biệt hóa thì thông thường sẽ hấp thu nhiều cái gluco, tức là hấp thu nhiều FDG, thấy được trên hình ảnh PET-CT. Và trường hợp mà carcinom biệt hóa tốt thì thông thường nó sẽ hấp thu nhiều iốt 131 nhiều hơn, và trong khi đó thì hấp thu FDG rất là kém. Và dựa vào cái cơ chế này thì chúng ta cũng biết rằng nếu mà về trên hình, chúng ta đánh giá về hình ảnh, tức là hình ảnh trên in vivo, tức là hình ảnh phân tử trên người, trong khi đó trên in vitro, trên phòng xét nghiệm thì chúng ta có thể nhuộm hóa mô miễn dịch hoặc cũng như làm những phần sinh học phân tử, thì chúng ta có thể thấy được là trong trường hợp mà những cái trường hợp carcinom mà không biệt hóa thường biểu hiện nhiều của gluco trên bột bột tơ tiếp 1. Trong khi đó trường hợp biệt hóa tốt á, thì sẽ biểu hiện nhiều cái NIS trên màng tế bào này, và tương xứng hình ảnh in vitro trên phòng xét nghiệm với hình ảnh in vivo trên người thông qua các hình ảnh PET-CT và cũng như xạ hình toàn thân iốt 131. Đây là một cái trường hợp mà chúng tôi điều trị mà bệnh nhân nhiều lần, nhưng mà lần gần nhất cách đây vài tháng á, thì lúc đó là chỉ số ung thư vẫn còn cao và chúng tôi điều trị liều là 200 mCi, nhưng mà khi xạ hình toàn thân thì không thấy cái tổn thương. Trong khi đó chúng ta chụp PET-CT cho cái trường hợp này, chúng tôi phát hiện được một cái hạch ở phía trước của cái sụn giáp ở ngang cái mức ở cái cơ cơ móng và giáp móng ở vị trí này. Vì cũng có thể ở vị trí này là khi chúng ta siêu âm, chúng ta cũng dễ bị bỏ sót ở các đường cơ bản của siêu âm. Và sau đó thì chúng tôi quyết định hướng từ cái hình ảnh PET này lên với cái khoa siêu âm, và đã định vị ra được cái vị trí tổn thương này và tiến hành sinh thiết. Thì đây cũng là một cái trường hợp carcinom tuyến giáp dạng nhú. Sau thời gian điều trị nhiều lần và nó đã chuyển từ cái chỗ hấp thu iốt và sang cái dạng là không có hấp thu iốt. Đây là trường hợp thứ hai mà chúng tôi cũng điều trị nhiều năm, thì đánh giá thì bệnh nhân là sau những lần điều trị thì rất là tốt, là không còn thấy hấp thu. Những cái vùng mà chúng ta thấy ở đây là vùng mũi miệng, không phải là tổn thương hấp thu sinh lý. Và sau đó thì bệnh nhân có chỉ số ung thư tăng cao, chúng tôi kiểm tra xạ hình toàn thân cũng không thấy, và khi có chụp, có khi có máy PET-CT, chúng tôi phát hiện có nhiều cái tổn thương ở trong phổi tăng hấp thu cái FDG, tức là tăng chuyển hóa gluco. Trong một cái nghiên cứu phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Ung bướu, chúng tôi đã thực hiện 86 bệnh nhân. Đây là những cái trường hợp ung thư tuyến giáp có xạ hình toàn thân âm tính và có cái chỉ số tiroglobulin cao, và chúng tôi đã thực hiện PET-CT và phát hiện được là 37% là những cái trường hợp này là với cái hình ảnh PET thì nghi ngờ, tức là với cái khả năng là cao là tái phát hoặc di căn, 37% là ở mức độ nghi ngờ, và có 16% là âm tính, và trường hợp
cái mô giáp còn lại chỉ có 10%. Thì đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy có xạ hình toàn thân âm tính, nhưng mà khi chúng ta chụp PET thì có những cái hạch, có cái hạch mà ở ở vùng trung thất trên, mà chúng ta có thể phân, nếu phân chia theo cái nhóm hạch thì ở vùng cổ thì coi như là hạch nhóm 7. Nếu mà chúng ta nếu mà xếp theo hạch ở vùng ngực thì có thể là nhóm 1, thì tức là ở cái vùng này thì cũng có thể là cái mức độ hấp thu mà chúng ta xạ hình toàn thân, chúng ta cẩn thận có những cái xương ức ở phía trước có thể che bớt đi cái tia bức xạ, và chúng ta có thể không thấy trên hình ảnh xạ hình iOS 131. Trong khi đó, khi chúng ta chụp PET CT thấy rất là rõ những cái tổn thương di căn này. Đây là một cái trường hợp khác mà khi chúng ta xạ hình toàn thân thì xạ hình iOS 131 thì âm tính, nhưng mà có một cái hạch ở hạch sau hầu, và trong cái ung thư tuyến giáp thì có một cái vị trí hạch mà chúng ta rất khó chẩn đoán trên các hình ảnh siêu âm. Và nếu như mà chúng ta chụp những cái hình ảnh khác mà chúng ta không chú ý cũng có thể bỏ lỡ cái vị trí tổn thương. Đây là vị trí hạch sau hầu, hạch di căn trong ung thư tuyến giáp biệt khóa. Và cái kết quả của cái nghiên cứu của chúng tôi thì cho thấy rằng á, nếu mà khi mà xạ hình toàn thân âm tính, chỉ số ung thư tiroglobulin càng cao thì khả năng phát hiện trên PET càng cao. Và những cái trường hợp mà tiroglobulin từ 10 tới 20 nanogram trên ml thì chúng tôi chỉ phát hiện được khoảng 20% có tổn thương trên PET. Và trên, nếu mà tiroglobulin mà trên 100 thì phát hiện đến gần 96,7%. Và những cái trường hợp mà chúng ta phát hiện được đó là bao gồm có di căn hạch, di căn phổi và những cái tổn thương tái phát tại chỗ. Trong đó thì chúng tôi có 24 trường hợp là có sinh thiết, rồi sau đó là định hướng cho vấn đề điều trị như thế nào. Sau khi có kết quả PET thì chúng tôi tính toán được đó là với PET CT đã góp phần thay đổi quyết định điều trị trong 27,9% các trường hợp ung thư tuyến giáp biệt khóa có xạ hình toàn thân âm tính nhưng mà chỉ số ung thư tiroglobulin tăng cao. Như vậy cái chỉ định ghi hình của FDG PET CT như thế nào? Thì trường hợp đầu tiên đó là những cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng chúng ta nghi ngờ có tổn thương không tăng hấp thu iOS 131, không hấp thu iOS 131 trên xạ hình toàn thân. Và những cái trường hợp này chúng ta có xạ hình hình ảnh giải phẫu thường quy á, lâm sàng cũng như là xạ hình toàn thân âm tính và cái chỉ số ung thư trên 10. Thì như vậy khi mà đánh giá đáp ứng thì tiroglobulin dưới 1, thì cái đoạn mà từ tiroglobulin từ 1 tới 10 chúng ta có thể theo dõi bệnh nhân định kỳ. Nếu mà tiroglobulin trên 10 thì chúng ta nên cân nhắc vấn đề chụp PET CT. Thì mục đích đó là chúng ta chẩn đoán vị trí tổn thương, tìm ra những cái tổn thương mà không thấy rõ trên hình ảnh cấu trúc. Trường hợp thứ hai mà hiện nay chúng ta thấy trong trường hợp kháng trị với iOS 131, nếu mà chúng ta quyết định điều trị hóa trị toàn thân cũng như thuốc nhắm trúng đích, chúng ta có nên xem xét điều trị, nên xem xét chụp PET CT với cái chất gluco này hay không, với mục tiêu là theo dõi đáp ứng điều trị như thế nào. Và như vậy trong ung thư tuyến giáp mà kháng trị thì chúng ta thấy có 5 cái tiêu chí này. Nếu như dự kiến mà chúng ta điều trị toàn thân thì chúng ta có thể xem xét chụp PET CT để đánh giá đáp ứng. Tức là nếu mà chúng ta không chụp PET CT thì chúng ta có thể đánh giá theo các tiêu chuẩn về hình ảnh cấu trúc, tiêu chuẩn RECIST. Nhưng mà nếu chụp PET CT chúng ta đánh giá theo các tiêu chuẩn liên quan đến hình ảnh chuyển hóa của tổn thương. Và phần thứ tư tôi xin được giới thiệu đó là vai trò của FDG PET CT trong theo dõi điều trị các thuốc nhắm trúng đích. Thì hiện nay trong các thông số mà trên hình ảnh chuyển hóa thì chúng ta có cái mức độ giá trị hấp thu chuẩn tối đa của các tổn thương ác tính. Thứ hai, chúng ta có thể tính toán được thể tích của khối u, khối bướu mà tăng hoạt động chuyển hóa là bao nhiêu. Chúng ta loại trừ ra những cái phần mà khối bướu bị hoại tử ở trung tâm hay là bị hóa nang thì mức độ chuyển hóa nó thấp, hoặc là không có tế bào u ở trong đó, hoặc với lượng thấp thì chúng ta chỉ tính toán những phần nào mà có mức độ chuyển hóa tăng, thì lúc đó chúng ta sẽ tính ra được cái thể tích đó. Và trường hợp mà chúng ta có thể kết hợp giữa hình ảnh về cấu hình ảnh là về thể tích chuyển hóa cũng như về mức độ chuyển hóa, chúng ta có một cái thông số là tổng lượng chuyển hóa gluco. Thì đây là những cái phần
mà chúng ta có thể định lượng được và sử dụng để đánh giá đáp ứng trên hình ảnh PET-CT. Với một cái tổn thương thì chúng ta thông thường hay có mức độ chuyển hóa tối đa, tức là cái vùng pixel, một cái đơn vị ảnh nào có mức độ chuyển hóa cao nhất. Tuy nhiên hiện nay thì chúng ta có thêm một cái thông số khác nữa, đó là SULP, tức là ở những đo lường, tức là mức độ chuyển hóa đỉnh, đo lường ở một cái vùng mà hoạt động chuyển hóa nhiều, người ta gọi là cái vùng nóng, vùng nóng nhất, với một cái thể tích là 1 ml, tương đương với một cái đường kính khoảng 1.2 cm. Thì người ta tính toán đây là những cái vùng mà có khả năng là đại diện cao tốt hơn so với cái mức độ chuyển hóa đỉnh, mức độ chuyển hóa của một cái pixel lớn nhất. Thì với những cái phương pháp hiện nay thì thông thường người ta hay sử dụng cái thông số là SULP này. Và trên một cái tổn thương, khi chúng tôi đo lường được thì cho chúng ta mức độ chuyển hóa tối đa maximum SUV, cũng như đo cái SUL mà pic và thể tích MTV, tức là thể tích khối u tăng chuyển hóa, cũng như tổng lượng chuyển hóa khối u, và chúng ta có đầy đủ các thông số này. Tuy nhiên hiện nay trong thực hành lâm sàng thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy trên các kết quả PET á, thì chúng ta chỉ có cái mức độ chuyển hóa tối đa mà thôi, và chúng ta không có ghi những cái thông số khác. Tuy nhiên nếu mà các bác sĩ lâm sàng yêu cầu thì chúng tôi cũng có thể cung cấp được. Và hiện nay trong đánh giá đáp ứng chuyển hóa thì chúng ta thường có hai cái phương pháp. Một cái phương pháp là của châu Âu, là trong cái tổ chức của châu Âu thì người ta đánh giá dựa theo mức độ chuyển hóa và một cái tiêu chuẩn mà PET-CT, tức là trước đây chúng ta có tiêu chuẩn về hình ảnh cấu trúc là RE-CT. Nhưng mà nếu mà chúng ta đánh giá chuyển hóa với hình ảnh PET, có chữ P ở đây là PET, và chúng ta có cái tên là PET-CT, thì chúng ta sẽ có cũng 4 phần. Thứ nhất, đánh giá đáp ứng hoàn toàn, tức là không còn tổn thương tăng hoạt động chuyển hóa. Trường hợp thứ hai, đáp ứng một phần, theo tiêu chuẩn châu Âu thì mức độ chuyển hóa là giảm 25%. Nhưng mà theo cái tiêu chuẩn đặc xít này, người ta lấy cái ngưỡng là 30%, bởi vì người ta lấy cái thông số là trong một cái vùng nóng nhất SULP. Trường hợp mà bệnh tiến triển, tức là mức độ chuyển hóa tăng trên 25% so với của tiêu chuẩn châu Âu, còn đối với tiêu chuẩn đặc xít á thì nó tăng trên 30%. Và trong trường hợp bệnh ổn định, tức là mức độ chuyển hóa thì không tăng quá 25% và cũng không giảm quá 25%, trong khi đó đối với theo tiêu chuẩn đặc xít thì tăng cũng không quá 30 và giảm cũng quá 30. Trong một cái công trình nghiên cứu, người ta đánh giá vai trò của PET-CT trong đánh giá đáp ứng trong những cái trường hợp mà ung thư tuyến giáp mà kháng trị với IOS-131 được điều trị với là lenvatinib. Đây là một cái thuốc nhắm trúng đích, và người ta tiến hành đánh giá so sánh giữa cái mức độ theo dõi đánh giá đáp ứng của hình ảnh chuyển hóa với hình ảnh cấu trúc là CT toàn thân, cũng như các chỉ số đáp ứng về phía ung thư. Thì có những cái trường hợp mà theo dõi rất là lâu dài, kéo đến hơn 60 tháng, chứng tỏ là rất nhiều trường hợp bệnh nhân vẫn còn sống trong một cái thời gian dài như vậy. Thì đây là một cái hình ảnh mà PET-CT trước điều trị, thì chúng ta thấy có những cái tổn thương di căn ở trung thất trong ung thư tuyến giáp biệt hóa mà kháng trị với IOS-131. Trên hình ảnh CT chúng ta cũng thấy những cái cấu trúc tổn thương. Sau 4 tuần thì người ta chụp PET-CT, nhưng mà sau 8 tuần thì người ta chụp hình ảnh CT có thuốc cản quang. Thì khi so sánh thì chúng ta thấy có hiện tượng là có đáp ứng về hình ảnh cấu trúc sau 8 tuần, cũng như hình ảnh về chuyển hóa gluco sau 4 tuần. Và sau 12 tuần đối với hình ảnh PET-CT, và với CT thì sau 20 tuần thì chúng ta thấy các tổn thương bên phía mà PET đó, thì nó rất giảm rất là nhiều về chuyển hóa, và trên hình ảnh CT cũng có giảm về cấu trúc, nhưng mà khi mà so 20 tuần với 8 tuần thì chúng ta không có thấy rõ. Đây một cái trường hợp khác thì cũng tương tự, khi chúng ta thấy với hình ảnh chuyển hóa thì rất là dễ nhìn thấy, và mức độ giảm chuyển hóa trên mắt thường chúng ta thấy rõ, và nếu mà chúng ta đo lường cũng có thể thấy rõ mức độ giảm chuyển hóa. Trong khi đó đối với hình ảnh cấu trúc sau 8 tuần chúng ta thấy rõ, nhưng mà từ 8 tuần đến 12 tuần thì chúng ta thấy hình ảnh cấu trúc thì nó mức độ giảm nó ít hơn. Nếu mà chúng ta lúc đó chúng ta phải nên tựa vào hình ảnh về chuyển hóa trong cái trường hợp bệnh nhân này.
Như vậy thì nếu mà sau 4 tuần điều trị lenvatinib trong ung thư tuyến giáp kháng trị với iốt 131 thì chúng ta thấy rằng á, nếu mà trường hợp mà đáp ứng về chuyển hóa thì chúng ta có thể thấy ở đây trên hình này là đây là hình cái sơ đồ để cho chúng ta thấy cái đánh giá đáp ứng về mức độ về chuyển hóa. Và ở đây khi mà PET-CT chúng ta kết hợp với hình ảnh cấu trúc thì chúng ta sẽ thấy mức độ hình ảnh cấu trúc thì khó hơn cho khi chúng ta đánh giá về đáp ứng về chuyển hóa. Và ngoài ra thì chúng ta có thể đo lường được các tổn thương mức độ về chuyển hóa đó là giảm như thế nào và cái thể tích mà chuyển hóa nó có giảm như thế nào, cũng như là tổng lượng chuyển hóa cho từng tổn thương từ cơ bản cho đến theo dõi theo các theo thời gian ở các tổn thương tại tái phát tại chỗ, tổn thương di căn hạch, tổn thương di căn phổi cũng như tổn thương di căn xương. Thì chúng ta trên hình sơ đồ chúng ta có thể thấy được vị trí các tổn thương di căn với mức độ giảm về thể tích cũng như giảm về tổng lượng chuyển hóa. Và khi so sánh cái trung vị thời gian sống còn ở những bệnh nhân mà khi chúng ta đánh giá có đáp ứng và không có đáp ứng về hình ảnh PET-CT, và tức là khi chúng ta dùng cái phương pháp về hình ảnh chuyển hóa, tức là theo tiêu chuẩn PET-CT, rồi theo các tiêu chuẩn về RECIST, thì điều cho chúng ta đều nhìn thấy rằng đó là những cái trường hợp mà có đáp ứng thì thời gian sống còn sẽ kéo dài hơn so với những cái trường hợp mà không có đáp ứng. Trong khi đó khi đánh giá về sự đáp ứng liên quan đến tiroglobulin thì không có thấy sự khác biệt giữa thời gian sống còn giữa nhóm có đáp ứng và không có đáp ứng. Như vậy cho điều này cho chúng ta thấy khi sử dụng PET là hình ảnh về chuyển hóa cũng như hình ảnh về cấu trúc đều có ý nghĩa khi chúng ta theo dõi và chúng ta theo dõi sự đáp ứng cũng như là theo dõi về cái thời gian sống còn để phân định ra cái thời gian sống còn của bệnh nhân. Và khi mà chúng ta thấy rằng những trường hợp mà có đáp ứng về mặt chuyển hóa đó thì cái thời gian sống còn, trung vị thời gian sống còn kéo dài có thể đến tới 40 tháng ở đây. Trong trường hợp mà đánh giá đáp ứng về hình ảnh cấu trúc thì chúng ta thấy thời gian sống còn ở đây là 37 tháng. Khi so sánh với những cái trường hợp mà không có đáp ứng thì thời gian sống còn nó sẽ giảm đi rất nhiều. Như vậy, ứng dụng hình ảnh chuyển hóa cũng như hình ảnh cấu trúc cho chúng ta lợi điểm khi mà phân tích theo dõi bệnh nhân ung thư tuyến giáp kháng trị với iốt trong điều trị cái lenvatinib. Và người ta kết luận rằng đối với hình ảnh PET-CT thì có thể sử dụng để tiên đoán sớm cái đáp ứng điều trị lenvatinib và nó có tương quan đến với thời gian sống còn toàn bộ của bệnh nhân trong trường hợp điều trị với liệu pháp nhắm trúng đích lenvatinib. Một cái công trình nghiên cứu khác khi người ta so sánh giữa hai cái tiêu chí liên quan đến là PET-CT liên quan đến tiêu chuẩn PET-CT và cũng như tiêu chuẩn của châu Âu thì người ta phân tích xem thử cái tiêu chuẩn nào có thể lợi điểm hơn. Và đối với cái tiêu chuẩn PET-CT thì sau này người ta có một cái, bởi vì tiêu chuẩn PET-CT thông thường người ta sử dụng SUVQ, nhưng mà sau này có thể sử dụng vào cái người ta sử dụng trên cái khối lượng thô, nhưng mà tuy nhiên có những nghiên cứu người ta sử dụng dựa vào theo cái thể tích da, rồi những cái modify của cái PET-CT cũng như là sử dụng trên SUVQ cũng như SUVmax này, tức là có nhiều thông số và người ta phân tích những cái thông số chuyển hóa này có lợi điểm như thế nào so với cái thông số liên quan của tiêu chuẩn châu Âu. Thì khi cái phương pháp mà đánh giá thì khi nãy tôi cũng có giới thiệu, đối với tiêu chuẩn châu Âu lấy cái ngưỡng 25%, tiêu chuẩn PET-CT là lấy cái ngưỡng là 30%. Thì người ta đều thấy rằng là cái sử dụng các tiêu chuẩn này đều có hiệu quả trong đánh giá đáp ứng về mặt chuyển hóa. Sử dụng tiêu chuẩn châu Âu cũng được, tiêu chuẩn PET-CT nói chung cũng được, thì đều luôn luôn cho thấy rằng thời gian mà bệnh không tiến triển ở đây là trung bình đến 31 tháng và thời gian sống còn toàn bộ là 34 tháng khi chúng ta sử dụng cái trường hợp mà đánh giá đáp ứng cho những cái bệnh nhân mà có đáp ứng thì thời gian
sống còn kéo dài rất là nhiều. Và khi chúng ta so sánh giữa các thông số, nếu mà vừa sử dụng cái Brexit rồi Modify Brexit và cũng như tiêu chuẩn châu Âu, thì ở đây đều thấy cho rằng những trường hợp mà có đáp ứng thì thời gian sống còn rất dài. Tuy nhiên theo tiêu chuẩn châu Âu khác biệt, nó càng có ý nghĩa với cái P này là 0.014. Điều này chứng tỏ rằng chúng ta sử dụng theo các tiêu chuẩn của châu Âu, tức là cái maximum SUV á, thì cho thấy có lợi điểm hơn. Và người ta phân tích như vậy, có thể là có những cái tổn thương nhỏ mà tăng hoạt động thì chúng ta sử dụng cái maximum SUV nó tốt hơn. Bởi vì theo tiêu chuẩn Brexit, nếu mà chúng ta sử dụng cái vùng nóng nhất, nhưng mà tuy nhiên cái vùng này nó quá nhỏ, nhỏ hơn cái thể tích mà chúng ta mong muốn đối với đo lường theo phương pháp này là 1 ml, thì rõ ràng có cái phần hạn chế khi chúng ta sử dụng theo cái tiêu chí tích này của cái tiêu chuẩn Brexit. Và cái kết luận là cả hai tiêu chuẩn đều cho thấy có hiệu quả và nhận ra những cái trường hợp mà bệnh có tiến triển hay không và tiến hành thay thế các phương pháp điều trị khác. Phần cuối cùng tôi xin được giới thiệu đó là cái phần xạ hình thụ thể somatostatin và liệu pháp phóng xạ thụ thể PET-TIC, tức là BRT, khi mà chúng ta thấy được cái tổn thương có biểu hiện somatostatin. Thì thông thường thì chúng ta trong cái ung thư tuyến giáp á, thì tế bào ung thư nó còn có một cái biểu hiện đó là somatostatin, thụ thể somatostatin trên màng tế bào. Và chúng ta cũng biết trong các u thần kinh nội tiết thì thông thường hay biểu hiện somatostatin. Và chúng ta sử dụng cái hình ảnh mà trong những khối u thần kinh nội tiết trong trường hợp ung thư tuyến giáp biệt hóa này, thì người ta thấy có một số trường hợp là có biểu hiện somatostatin. Và từ đó chúng ta tìm ra một cái thuốc phóng xạ gắn vào thụ thể này, đó là gallium 68 Dotatec, hoặc là sử dụng trên hình ảnh PET-CT hoặc trên máy SPECT thì chúng ta hay có cái đồng điện phóng xạ indium 111 osteotic, tức là chúng ta hay có cái từ ngữ là osteoscan, trước đây chúng ta hay sử dụng, còn ngày nay người ta hay sử dụng gallium scan. Thì gallium scan ở đây là phải gắn với một cái chất Dotatec và hoặc là Dotatoc này để mà ghi hình thụ thể somatostatin. Đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy cái tế bào ung thư tuyến giáp này nó có tăng chuyển hóa gluco nên hấp thu FDG trên hình ảnh PET, và nó cũng có biểu hiện thụ thể somatostatin, và chúng ta có thể phát hiện trên hình ảnh gallium Dotatoc, và đây là hình ảnh PET-CT. Khi chúng ta kết hợp, chúng ta thấy có một cái tổn thương di căn hạch ở vùng cổ bên trái và cũng như ở hạch ở trung thất ở đây, hạch di căn trong ung thư tuyến giáp. Đây một cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng khi xạ hình toàn thân iốt 131 thì không có hấp thu iốt 131. Thứ hai là khi mà chúng ta trong khi đó thì khi mà xạ hình bằng cái đánh giá chuyển hóa gluco thì chúng ta thấy các tổn thương tăng chuyển hóa gluco rất là nhiều, và chúng ta sử dụng hình ảnh FDG PET-CT. Và trong khi đó đối với gallium Dotatec thì chỉ có một cái tổn thương vùng cổ đây là có biểu hiện somatostatin, trong khi những cái tổn thương di căn khác tăng chuyển hóa gluco thì chúng ta lại không có phát hiện được trên hình ảnh gallium Dotatec. Điều này chứng tỏ rằng biểu hiện sinh học của tế bào ung thư tuyến giáp là khác nhau nhiều thành phần liên quan đến con đường sinh học, con đường chuyển hóa gluco thì hoạt động, con đường chuyển hóa iốt thì không hoạt động, và con đường chuyển hóa liên quan đến somatostatin thì lại ít. Đó, thì như vậy, tùy theo các trường hợp mà chúng ta chọn lựa cái phương pháp hình ảnh sinh học phân tử như thế nào để ghi hình cho bệnh nhân trên người. Đây là trường hợp mà khi chúng ta chụp hình thì chúng ta thấy các tổn thương chuyển hóa nhiều gluco. Tuy nhiên, rõ ràng trên hình ảnh gallium Dotatec là có nhiều tổn thương hơn khi so sánh với là cái hình ảnh FDG. Điều này chứng tỏ rằng các tổn thương di căn trong ung thư tuyến giáp có biểu hiện chuyển hóa gluco. Tuy nhiên, nó biểu hiện nhiều cái thành phần thụ thể somatostatin trên tế bào ung thư, do đó
hình ảnh gallium dotatoc này có nhiều tổn thương hơn so với hình ảnh FDG. Trong một cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng trong những cái trường hợp mà xạ hình toàn thân âm tính, xạ hình với gluco cũng âm tính, như vậy các tổn thương này không có chuyển hóa iốt, không có chuyển hóa gluco, chúng ta vẫn còn một cái phương tiện nữa đánh giá thụ thể somatostatin trên màng tế bào, và đã trường hợp này đã phát hiện được 1/3 các trường hợp, tức là 33% là các tổn thương có biểu hiện somatostatin trên màng tế bào. Và cái hình ảnh mà somatostatin này á, là nó tương quan với cái nồng độ mà tiroglobulin, tức là nồng độ tiroglobulin càng cao thì khả năng dương tính của somatostatin càng cao. Ở đây cho chúng ta thấy một bệnh nhân hình ảnh iốt 131 âm tính, hình ảnh FDG tức là chuyển hóa gluco cũng âm tính, nhưng mà chúng ta đã phát hiện được tổn thương trên hình ảnh gallium dotatoc, tức là hình ảnh somatostatin. Và một cái nghiên cứu khác ở Singapore thì người ta thấy rằng á, những cái trường hợp mà ung thư tuyến giáp dạng nhú có tiroglobulin cao nhưng mà xạ hình toàn thân âm tính, xạ hình PET CT âm tính, thì chúng ta đã phát hiện được 62% trường hợp dương tính với gallium dotatoc. Trong trường hợp carcinom tuyến giáp dạng tủy thì người ta phát hiện được 4/9 ca, tức là 44% là phát hiện được trên hình ảnh gallium dotatoc. Thì như vậy, trong ung thư tuyến giáp mà nếu chúng ta có xạ hình toàn thân iốt 131 âm tính, DD tăng, rồi chúng ta làm thêm một cái xạ hình PET CT với FDG cũng âm tính luôn, như vậy không phát hiện được các tổn thương trên hình ảnh cấu trúc cũng như trên hình ảnh chuyển hóa iốt và gluco, chúng ta sẽ tiến hành xạ hình thụ thể somatostatin trên các hệ thống PET CT hoặc là SPECT. Nếu như trường hợp mà chúng ta phát hiện được tổn thương và chúng ta có thể cân nhắc vấn đề hiện nay là thời sự của trong ngành y học hạt nhân, đó là chúng ta dùng một cái đồng vị phóng xạ phát ra tia alpha hoặc beta gắn với một cái chất gắn vào thụ thể somatostatin, thì chúng ta gọi là liệu pháp phóng xạ thụ thể peptic để điều trị, đặc biệt là trong ung thư, trong khối u thần kinh nội tiết, và trong trường hợp này là trong ung thư tuyến giáp biệt hóa kháng trị với iốt 131. Tuy nhiên hiện nay thì cái phương pháp này thì cũng không phải nhiều nơi sử dụng trên thế giới, và đặc biệt ở Việt Nam ta cũng chưa có để mà thuốc này để sử dụng. Và những cái trường hợp này chúng ta cũng nên cân nhắc là những cái hóa trị cũng như là thuốc nhắm trúng đích. Và những cái trường hợp mà âm tính rồi nhưng mà phát hiện được cái tổn thương hoặc là có thể là mức độ hấp thu mà không rõ ràng, thì chúng ta có cân nhắc có nên chăng sử dụng thuốc nhắm trúng đích trong những cái trường hợp này. Đây là một cái hình ảnh trước điều trị đối với chúng ta xạ hình thụ thể somatostatin có các tổn thương di căn hạch ở đây, và sau điều trị thì chúng ta thấy có nhiều các tổn thương này nó đã giảm được về cái mặt chuyển hóa cũng như về mặt cấu trúc. Thì như vậy, kết luận cho bài trình bày hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu như sau, tóm tắt lại như sau: trong ung thư tuyến giáp biệt hóa chúng ta có thể xạ hình PET CT với cái chuyển hóa gluco, tức là với thuốc FDG, trong những cái trường hợp mà chúng ta nghi ngờ có những cái tổn thương không có hấp thu iốt 131. Trường hợp thứ hai là chúng ta nên sử dụng PET CT FDG này khi mà chúng ta trong những trường hợp ung thư tuyến giáp biệt hóa mà kháng trị với iốt mà chúng ta dự kiến điều trị với hóa trị hoặc thuốc nhắm trúng đích. Trường hợp thứ ba đó là chúng ta nên cân nhắc có nên tiêm thuốc cản quang hay không. Nếu mà chúng ta có sử dụng thuốc cản quang, có CT, có cản quang, thì chúng ta đã kết hợp được hình ảnh cấu trúc và hình ảnh chuyển hóa một cách hoàn hảo. Như vậy chúng ta có thể đánh giá đáp ứng giữa theo các tiêu chí thông thường chúng ta hay dùng, đó là RECIST, và sử dụng hình ảnh chuyển hóa, đó là hình ảnh PET-CT. Và cuối cùng chúng ta sẽ xem xét những cái trường hợp xạ hình với gallium dotatoc, dotatoc tức là xạ hình thụ thể somatostatin trong trường hợp mà khi xạ hình toàn thân âm tính với iốt 131 cũng như với cái FDG trên PET CT âm tính. Thì đây là những cái phần trình bày của tôi trong trường hợp vai trò của PET CT trong ung thư tuyến giáp biệt hóa. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các anh chị đã quan tâm theo dõi.
chào quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Để tiếp theo cái bài báo cáo rất là hay của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Cảnh về cái vai trò của PET-CT, tức là hình ảnh chức năng trong ung thư tuyến giáp biệt hóa, thì chúng tôi sẽ tiếp theo là vai trò của ticagrelor và ticagrelor antibody, đọc tắt là TC và TCAB, trong theo dõi sau điều trị ung thư tuyến giáp biệt hóa. Phần này thì nói về chức năng hay là sinh hóa của cái bản chất của cái theo dõi sau điều trị. Mục tiêu của bài đó thì chúng ta nêu được các đặc điểm sinh học của TC và TCAB, chúng ta hiểu được các thay đổi của TC và TCAB theo các yếu tố sinh học, ứng dụng TC và TCAB đánh giá mô giáp và phân tầng nguy cơ ung thư tuyến giáp biệt hóa sau điều trị, và cũng như ứng dụng TC và TCAB theo dõi sau điều trị ung thư tuyến giáp biệt hóa. Chúng ta các đặc điểm sinh học của TC và TCAB. TC hay là ticagrelor là một glycoprotein trọng lượng phân tử là 600 kilodalton và thời gian bán hủy là 65 giờ. Cái này thì chỉ được tế bào biểu mô tuyến giáp sản xuất và dự trữ ở nang giáp. Chúng ta thấy sau khi tế bào biểu mô tuyến giáp sản xuất đó thì sẽ tiết vào cái nang giáp, tức là cái phần bên trong chất keo giữa bên trong giữa các tế bào tuyến giáp, thì nó có nang giáp có chất keo bên trong. Và sau đó nó vận chuyển hormone tuyến giáp đi vào máu. Thì sau khi đi vào máu đó thì cái hormone tuyến giáp sẽ được giải phóng ra ngoài, thì TC nó tồn tại trong huyết thanh. Thì người ta thấy cái nồng độ TC trong huyết thanh đó thì khoảng 1 nanogram trên 1 ml hay là 1 cm khối thể tích hay là trên 1 gram mô giáp, và tỷ lệ thuận với khối lượng mô giáp, tức là mô giáp càng nhiều thì cái tỷ lệ cái nồng độ này nó sẽ càng cao. Còn ticagrelor antibody hay là TCAB đó thì ta thấy một cái kháng thể IgG trọng lượng phân tử khoảng 330 kilodalton và nó gắn kết đặc hiệu với TC, cái thời gian bán hủy nó khoảng 10 tuần. Thường gặp với bệnh gì? Bệnh tuyến giáp tự miễn, ví dụ như viêm giáp Hashimoto, bệnh Graves hay là mình gọi là bệnh Basedo. TCAB có thể tăng nguyên phát hay là thứ phát sau khi tăng TC, tức là bản thân dù TC không cao nhưng mà TCAB bản thân nó có thể nó tăng nguyên phát, tức là nó viêm, nó liên quan tới những cái bệnh lý khác. Và người ta thấy 25-30% bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa có hiện diện cái TCAB này. TCAB thì nó ảnh hưởng đến định lượng của TC, thành ra là sự thay đổi của TC, TCAB theo thời gian dài thì được dùng như một dấu hiệu sinh học, ta gọi là tumor marker đó, hoặc là biomarker trong theo dõi điều trị ung thư tuyến giáp biệt hóa. Lưu ý là khi mà TCAB mà nồng độ nó cao quá thì nó có thể nó gây hai cái ảnh hưởng. Thứ nhất là khi nó trung hòa bớt những cái TC có trong huyết thanh, thành ra sẽ nó làm cho cái xét nghiệm TC sẽ bị thay đổi, nó làm giảm cái nồng độ TC so với TC thực tế. Hoặc là người ta nói một cái hiệu ứng hút, hiệu ứng hút này nó có thể ảnh hưởng luôn cả TC và TCAB. Tức là khi mà mình cần một định lượng, một cái chất ở trong huyết thanh mà cái nồng độ nó lên quá cao, cao thiệt là cao, thì nó sẽ vô cái khoảng trống. Khoảng trống, tức là khoảng trống đó mình không có định lượng được, tức là nó sẽ âm tính luôn. Và càng cao nữa thì nó sẽ qua cái mốc bên đây, thì người ta thấy là cái lượng nó càng cao đó thì cái nồng độ mình đo được càng giảm. Một số lưu ý đó, thì khi mà định lượng TC và TCAB cần xét nghiệm đạt chuẩn, cái này là theo cái quy ước quốc tế rồi. Tại vì đó có nhiều cái nhà sản xuất người ta cung cấp những cái xét nghiệm khác nhau, nhưng mà đây là hai cái xét nghiệm rất là cần đạt chuẩn. Thứ hai là TC và TCAB có nhiều kỹ thuật xét nghiệm khác nhau và có thể cho kết quả khác biệt nhau. Thành ra khi mà mình dùng của một cái xét nghiệm đạt chuẩn của một cái nhà sản xuất nào đó thì mình sẽ theo cái tham số của nhà sản xuất đó, tại vì nó sẽ khác nhau so từng nhà sản xuất. TC và TCAB tương tác tạo nên phức hợp TC, TCAB, thành ra nó làm sai lệch giá trị thực. Mình thấy cái kết quả như cái slide vừa trước mới trình bày. Và hiện giờ thì chưa có phương pháp định lượng TC tối ưu trong trường hợp mà TCAB dương tính và không phân biệt được TC do tế bào tuyến giáp bình thường hay tế bào ung thư tiết ra. Thật ra nó tiết ra rất là giống nhau và có thể nó là cùng là một loại. Và TC, TCAB nên được định lượng cùng lúc, cùng phòng xét nghiệm và cùng phương pháp xét nghiệm, người ta nói là cùng nhà cung cấp. Thì cái này thì nó mới có giá trị tham khảo. Tại vì đó, ở trên lâm sàng chúng ta gặp rất là nhiều trường hợp đó, thì cái phòng xét nghiệm người ta chỉ có cung cấp cái TC thôi. Thành ra khi mà TC nó cao bất thường đó, nó cao bất thường thì lúc đó, đó mình ta mới quay lại đề nghị làm TCAB. Nhưng mà khi mình làm TCAB đó thì lại giới thiệu tới một cái phòng xét nghiệm khác, là một kỹ thuật khác của một nhà sản xuất khác, thì như vậy cái giá trị nó rất là thấp, nó không có tính tham khảo được. Các khuyến cáo đó, người ta nói là có nhiều kỹ thuật làm xét nghiệm TC, TCAB khác nhau, mỗi kỹ thuật có ưu khuyết điểm khác nhau, và hiện giờ trên thế giới không có khuyến cáo sử dụng đơn thuần một phương pháp chuyên biệt nào. Nhưng mà khi theo dõi lâu ngày, lâu dài đó thì chỉ nên dùng một loại xét nghiệm và cùng nhà cung cấp,
Tại vì chúng ta biết nó thay đổi theo thời gian. Thí dụ như lần này chúng ta đi, chúng ta lựa một cái nhà, một loại xét nghiệm của nhà cung cấp này, nhưng mà 3 tháng sau là của nhà cung cấp khác, rồi là 6 tháng sau quay lại của người này, rồi tới 12 tháng thì là cái khác nữa. Thì như vậy thì rất là khó theo dõi. Và hiện giờ người ta thấy xét nghiệm TC mà có độ nhạy cao thì giúp hạn chế phải làm TC kích thích, và nó tăng chất lượng sống của người bệnh. Tức là TC thì nó có hai cái kỹ thuật. Một kỹ thuật mình làm đó là khi đó là TSH nó cao, hay mình gọi là TC kích thích, bằng cách là mình cho cái TSH tổng hợp, hoặc là mình ngưng cái điều trị là T4, tức là học quân tuyến giáp, để cho TSH nó tăng lên, thì đó là TC kích thích. Nhưng mà có một cái gọi là TC không kích thích, tức là mình trong điều kiện là mình đang duy trì cái thuốc bù giáp bình thường. Thì người ta thấy đó, cái TC mà không kích thích đó, thì cái nồng độ nó rất là thấp. Thành ra là mình phải sử dụng những cái xét nghiệm mà có độ nhạy rất là cao. Thành ra mình thấy đây là một cái xét nghiệm TC của Roche Diagnostics, thì có độ nhạy đến 0.05 hay 0.1 nanogram trên ml. Tức là mình sẽ cần cái xét nghiệm nó có độ nhạy dưới 0.2 nanogram trên ml thì mới thực hiện được. Cái thay đổi của TC và TCB theo các yếu tố sinh học, thì chúng ta thấy là nồng độ TC trong máu thì nó tùy thuộc vào khối lượng mô tuyến giáp và hoạt động chức năng của mô tuyến giáp nữa. Thì sau khi mà phẫu thuật cắt giáp thì TC nó phản ảnh tổng cái lượng mô giáp còn lại trong cơ thể. Các kỹ thuật xét nghiệm khác nhau thì có thể cho kết quả khác nhau. Làm loại xét nghiệm nào thì phải tham chiếu kết quả loại đó. Và TCAB trung hòa bớt TC làm cho kết quả TC thấp hơn thực tế, đặc biệt khi làm bằng xét nghiệm RIA, cái kỹ thuật RIA. Và nồng độ TC tăng khi kích thước TSH, tức là TSH máu càng cao thì TC nó sẽ càng cao. Và TC kích thích được định nghĩa là TC được làm xét nghiệm khi mà mình kích thích TSH. Cái nồng độ TCAB thì nó phụ thuộc vào gì? Nó có thể tăng nguyên pháp trong các bệnh lý tự miễn. Ví dụ như tăng, chúng ta thấy bệnh giáp tự miễn thì tỷ lệ tăng TCAB trong viêm giáp Hashimoto là khoảng 20-90%, và bệnh Graves là khoảng 30-60%. Hoặc những cái hội chứng như là Sjögren, hoặc là nhược cơ, hoặc là đái tháo đường tuyếp 1. Và TCAB cũng tăng trong bệnh lý tuyến giáp, ví dụ như phình giáp thì có 20% tăng, và ung thư tuyến giáp thì có 25-30% tăng. Và TCAB tăng ở 10% người khỏe mạnh bình thường, nhất là nữ lớn tuổi. Thành ra nồng độ TCAB đó thì ta thấy là cần được theo dõi lâu dài thì mới có ý nghĩa. Và cái xu hướng lâu dài nó càng thể hiện cái xu hướng nào, hoặc là nó tăng liên tục, hoặc nó giảm liên tục thì nó càng có ý nghĩa càng lớn. Cái ứng dụng của TC và TCAB trong đánh giá mô giáp và phân tầng nguy cơ ung thư tuyến giáp biệt hóa sau phẫu trị đó, thì chúng ta thấy đó. Cái câu hỏi đầu tiên người ta hỏi đó, các anh chị trên lâm sàng cũng hay hỏi là có nên làm xét nghiệm TC và TCAB trước khi mổ ở bệnh nhân thường quy, ở bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa. Thì chúng ta coi cái khuyến cáo ATA năm 2016, năm 2016, thì ATA thì khi phân tích tổng hợp cái nồng độ trong các cái nghiên cứu đó, thì ta thấy là không có khuyến cáo làm xét nghiệm TC và TCAB thường quy trước mổ. Tại vì qua phân tích tổng hợp các trường hợp TC cao trước phẫu thuật đó, thì nó giúp tăng độ nhạy của TC trong theo dõi sau phẫu thuật, nhưng mà không ảnh hưởng đến cái cách xử trí cũng như tiên lượng của bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hóa. Nhưng mà có một cái này là ý kiến chuyên gia thôi, hoặc là một cái chuyên gia, tức là Ingrasena, trong một cái bài báo thì cái cô này đó thì nên xét nghiệm TC thường quy trước mổ làm giá trị cơ sở để theo dõi bằng TC sau điều trị. Nhưng mà thực tế trên lâm sàng đó là không làm xét nghiệm TC và TCAB thường quy trước mổ. Thực tế trên lâm sàng mình. Sau phẫu thuật cắt giáp thì như thế nào? Sau phẫu thuật cắt giáp thì TC huyết thanh khi kích thích TSH là xét nghiệm nhạy nhất để đánh giá mô giáp còn lại sau phẫu thuật cắt giáp. Sau phẫu thuật thì TC máu diễn tiến theo thời gian. TC còn lại tồn tại trong máu trước mổ thì nó sẽ giảm nhanh theo thời gian. Mình biết là cái thời gian bán hủy của nó là 65 giờ. Ngược lại, mà TC do mô giáp còn lại sản xuất thì sẽ tăng nhiều theo thời gian nếu mình không ức chế TSH. Tức là sau khi mình điều trị, mình cắt giáp rồi đó, thì cái thể tích mô giáp nó sẽ giảm. Và khi mà giảm thì cái nồng độ T4 cũng giảm, thì cơ chế feedback ngược đó, thì TSH nó sẽ gia tăng. Và đương nhiên cái mô giáp còn lại nó sẽ tăng tiếp TC. Ngược lại, cái TC trong máu của tồn tại trong máu của những cái mô giáp trước đó, sản xuất trước đó, thì nó sẽ giảm theo thời gian. Như vậy cái thời điểm nào là mình thử TC tốt nhất sau phẫu thuật cắt giáp, phản ánh chính xác nhất, thì người ta thấy các nghiên cứu đó, người ta thấy ha, thì cái thời gian mà để TC mà xuống dưới 1 nanogram trên ml sau cắt giáp do ung thư đó thường thường là khoảng từ 21-28 ngày. Chúng ta thấy những cái đường biểu diễn đây ha,
trong cái lành tính và ác tính thì lên quanh khoảng 21-28 ngày. Thành ra cái xét nghiệm TG và TCV kích thích sau cắt giáp là 21-28 ngày là phù hợp nhất để đánh giá mua giáp còn lại. À, tại chúng ta đánh giá sớm quá đó thì cái TG còn lại nó chưa có phân quả rã, nó chưa có phân hủy hết. À, nhưng mà chúng ta đánh giá trễ quá thì một cái hậu quả rất là lớn là bệnh nhân sẽ bị suy giáp, nhược giáp, bệnh nhân có chịu đựng cái tình trạng nhược giáp kéo dài. À, cái TG kích thích sau cắt giáp trong cái ung thư tuyến giáp biệt hóa đó thì chúng ta thấy đó, TG kích thước đó, kích thích mà nó còn dưới 1 nanogram trên mililit thì cái mô giáp còn lại là hầu như không còn hoặc là rất ít. Còn từ 1 tới 10 nanogram trên mililit thì mô giáp còn lại là trung bình. Còn trên 10 nanogram trên mililit thì mô giáp còn lại tương đối nhiều. À, thành ra là TG kích thích sau phẫu thuật là yếu tố tham khảo quan trọng để lựa chọn điều trị giáp 131 nếu bệnh nhân có chỉ định điều trị giáp 131. Và người ta thấy là TG kích thích sau phẫu thuật là yếu tố tiên lượng độc lập của đáp ứng sau điều trị giáp 131, đặc biệt là đáp ứng không hoàn toàn về mặt sinh hóa. Ứng dụng của TG và TCB đánh giá đáp ứng và theo dõi sau điều trị ung thư tuyến giáp biệt hóa. Chúng ta thấy đó, cái phần này thì các bạn chắc cũng nếu mà chưa có làm trong lĩnh vực ung thư tuyến giáp thì chưa quen lắm, nhưng mà đối với ai mà làm trong ung thư tuyến giáp thì sau cái ATA 2015-2016 đó thì chúng ta thấy đáp ứng điều trị ung thư tuyến giáp biệt hóa đó thì người ta không có chia theo cái RECIST mà ta chia làm 4 cái mức giống như vậy. À, thứ nhất là đáp ứng hoàn toàn, tức là đáp ứng tuyệt hảo. Thứ hai là đáp ứng không hoàn toàn về mặt sinh hóa. Thứ ba là không đáp ứng không hoàn toàn về mặt cấu trúc. Và thứ tư là đáp ứng trung gian. Các phương tiện là dùng bằng lâm sàng, sinh hóa và cấu trúc, tức là xét nghiệm hình ảnh. Thì ta định nghĩa đáp ứng hoàn toàn là hình ảnh học âm tính, tức là tất cả các xét nghiệm về hình ảnh không còn thấy cái mô tuyến giáp trong cơ thể tồn tại ở đường tuyến giáp, ở hạch và cũng như là di căn xa đều không có. Cái TG không kích thích là dưới 0.2 nanogram trên mililit hoặc là TG kích thích dưới 1 nanogram trên mililit. Thì kết cục lâm sàng của những trường hợp này là gì? 1 tới 4, cái tỷ lệ tái phát chỉ có 1-4% thôi, và dưới 1% là tử vong đặc hiệu bệnh, tức là dưới 1% tử vong do ung thư tuyến giáp biệt hóa. Cái đáp ứng không hoàn toàn về mặt sinh hóa được định nghĩa là hình ảnh học âm tính, tức là cũng không thấy về hình ảnh học. Nhưng mà TG đó không kích thích thì lớn hơn 1, hoặc là TG kích thích thì lớn hơn 10 nanogram trên mililit, hoặc là nồng độ TCB tăng dần. Kết cục lâm sàng của những trường hợp này là sao? 30% sẽ chuyển sang không có bằng chứng bệnh, tức là sẽ có thể trở về cái đáp ứng hoàn toàn. 20% tái phát cấu trúc, tức là sẽ chuyển thành cái dạng nặng hơn, và chỉ có dưới 1% tử vong đặc hiệu bệnh. Đối với đáp ứng không hoàn toàn về mặt cấu trúc, tức là mình có bằng chứng về cấu trúc, chức năng và cho thấy bệnh còn tồn tại, tức là những cái xét nghiệm hình ảnh mình thấy giống như nãy thầy Cảnh đã trình bày, PET-CT, hoặc là đơn giản hơn, cái siêu âm mình cũng có thể thấy, hoặc là cái CT scan mình cũng có thể thấy. À, TG, TCB bất kỳ. Đối với kết cục lâm sàng những trường hợp này, người ta thấy là 50-85% tiếp tục tồn tại bệnh lý dù điều trị tăng cường, và tử vong đặc hiệu bệnh lên trên 11%. Đây là những trường hợp mà dễ dàng sau đó sẽ chuyển sang cái dạng kháng iốt và sẽ được điều trị tiếp, chỉ định mà chúng ta thấy là điều trị nhắm trúng đích bằng cái lenvatinib như thầy Cảnh cũng nói, và ngồi thì cô nhiều sẽ tiếp tục sẽ nói trên cái bài sau. Còn đáp ứng trung gian, tức là những cái xét nghiệm về hình ảnh thì nó lờ mờ, nó không có khẳng định được là có hay không. TG không kích thích thì dưới 1 nanogram trên mililit. TG kích thích thì dưới 10, nhưng mà nó không đạt được tới cái mức là đáp ứng hoàn toàn. Và TCAB ổn định hoặc giảm. Người ta thấy là khoảng 15-20% sẽ phát hiện tổn thương cấu trúc và dưới 1% tử vong đặc hiệu bệnh. Chúng ta thấy hình ảnh đáp ứng hoàn toàn sau điều trị. Chúng ta thấy là một trường hợp cắt giáp hoàn toàn. Sau đó là mình làm xạ hình thì mình thấy nó còn bắt ở môn tuyến giáp, ở giường tuyến giáp thôi. Nhưng mình sau đó mình điều trị gió 131, bệnh nhân này có chỉ định điều trị, thì mình thấy là khi mình làm lại thì cái TG kích thích tế sắc 66, tức là TG tế sắc ở trên 30 là đủ để làm TG kích thích. TG kích thích chỉ có 0.94 nanogram trên mililit, tức là dưới 1. Và TCAB thì dưới 10 đơn vị trên mililit. Siêu âm thì bình thường, xạ hình toàn thân thì âm tính. Thì trong trường hợp này mình gọi là đáp ứng hoàn toàn sau điều trị. À, đây là một hình ảnh đáp ứng trung gian sau điều trị, tức là trước điều trị thì tế sắc là 100, TC là 12, TCAB là dưới 10, siêu âm thì âm tính, xạ hình technici lúc đó thì nó dương tính, nó dùng cổ. Nhưng mà sau khi điều trị 3 đợt iốt 131 thì tế sắc là 100, TC là 2.85, TCAB dưới 10, siêu âm thì bình thường, xạ hình toàn thân thì nó còn thấy vết ở cổ. Thì chúng ta thấy đây là nó lọt vô cái tiêu chuẩn là đáp ứng trung gian. Thế thì sau điều trị ung thư tuyến giáp biệt hóa thì mình theo dõi như thế nào?
Thứ nhất về phương tiện thì mình sẽ có là phương tiện lâm sàng là quan trọng nhất, tức là mỗi lần tái khám thì mình khám lâm sàng hết. Cái quan trọng thứ hai là cái sinh hóa đó anh chị. Sinh hóa là phát hiện tái phát sinh hóa. Chúng ta thấy là TC là xét nghiệm nhạy nhất để phát hiện sự tái phát sinh hóa trong trường hợp bệnh nhân được diệt giáp bằng ô giáp phóng xạ, tức là TC là xét nghiệm nhạy nhất. Còn hình ảnh thì phát hiện tái phát cấu trúc, thì siêu âm là xét nghiệm nhạy nhất để đánh giá hạch cổ, vùng cổ. Xạ hình thì giúp đánh giá giường tuyến giáp, di căn xa. CT MRI vùng cổ ha, cũng là đánh giá ở giường tuyến giáp và hạch cổ, đặc biệt PET CT toàn thân, cái phần nãy thầy Cảnh có nói ha, thì đó là một cái phương tiện rất là hữu ích trong việc đánh giá những cái tái phát cấu trúc ha, mà mình không thấy rõ bằng những cái phương tiện hình ảnh khác. Và trên hình ảnh sinh, nhưng mà trên sinh hóa thì nó có xu hướng nó tăng rõ rệt. Thì theo dõi thì nó tùy theo đáp ứng của điều trị ung thư tuyến giáp gặp khóa, việc khóa. Thí dụ như đáp ứng hoàn toàn thì mình theo dõi định kỳ thôi. Một năm đầu thì tái khám vào thời điểm 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng. Mình bằng cái gì? Khám lâm sàng cộng với TC, TCAB không kích thích mỗi 3 tới 6 tháng. Dùng cùng loại xét nghiệm theo cùng thời gian và siêu âm mỗi 6 tháng. Nếu một năm đầu mà bệnh nhân mà tốt thì sau đó mình có thể lặp lại mỗi năm bằng khám lâm sàng, TC, TCAB và siêu âm. Tức là một năm, rồi sau đó là mỗi năm là một lần. Và TC này là TC không kích thích. Nhưng mà chúng ta cũng lưu ý là TC thì phải làm kèm với lại TCAB. Và cái thứ hai nữa là cùng một cái công, một cái nhà sản xuất, một cùng một kỹ thuật theo thời gian là tốt nhất. Và phải lựa chọn cái nào mà có độ nhạy rất là cao. Tại vì mình thấy TC không kích thích nè, thành ra phải độ nhạy rất là cao thì mình mới làm được. Tại cái này, cái ngưỡng của nó là dưới 0.2 nanogram trên ml. Đáp ứng không hoàn toàn về mặt sinh hóa thì mình theo dõi sát để phát hiện bất thường cấu trúc. Tại biết đáp ứng không hoàn toàn về mặt sinh hóa thì khoảng 20% có thể xuất hiện bất thường cấu trúc. Thì mình sẽ dùng TC kích thích và TC và TCAB mỗi 3 tháng và theo dõi diễn tiến của TC. Nếu mà TC giảm về mức đáp ứng hoàn toàn 30% là bệnh nhân sẽ lọt vào cái xu hướng này, thì mình sẽ theo dõi như là đáp ứng hoàn toàn. Nếu mà TC ổn định theo thời gian thì mình sẽ giãn cái thời gian làm xét nghiệm TC và TCAB ra thành mỗi 6 tháng. Nếu mà TC tăng dần, đặc biệt khi thời gian gấp đôi của TC nó ngắn, tức là ví dụ hiện giờ mình mới đang làm là nó là 10 nanogram trên ml, nhưng mà mới có 6 tháng sau mà nó tăng lên 20-30 nanogram trên ml thì mình phải làm xét nghiệm hình ảnh. Và một trong những xét nghiệm hình ảnh chủ đạo trong tình huống này đó sẽ là PET CT. Theo dõi tùy theo đáp ứng điều trị ha. Đối với đáp ứng không hoàn toàn về mặt cấu trúc thì mình tiếp tục điều trị đặc hiệu, tức là nếu mà bệnh nhân mà còn cái tổn thương về mặt cấu trúc thì mình không có ngưng điều trị được và điều trị đặc hiệu. Thì điều trị đặc hiệu có thể là điều trị tại chỗ, ví dụ như xạ trị ha, có thể như là điều trị gió 131, có thể là phẫu thuật, hoặc là có thể là điều trị bằng gió 131, là điều trị bằng thuốc chống trúng đích, giống như cái phần module trước thì mình có nói. Phẫu trị, nếu mà bệnh nhân được phẫu trị thì mình làm lại TC kích thích 3 tới 4 tuần sau mổ. Điều trị gió 131 liều thấp hay liều cao thì mình sẽ làm lại TC kích thích sau 3 tới 4 tháng hoặc là 6 tới 8 tháng. Xạ trị ngoài thì làm lại TC kích thích sau 3 tới 4 tháng. Và điều trị nhắm trúng đích thì mình làm TC không kích thích đó, mỗi 3 tới 6 tháng tùy theo cái đáp ứng nha. Đối với những trường hợp mà nó di căn xa mà rõ ràng nó còn một cái đích mình thấy được nha, và mình điều trị bằng nhắm trúng đích thì người ta cũng hạn chế những cái trường hợp mà mình phải kích thích cái tế sắc. Tại vì khi mình ngưng đó, mình ngưng cái T4 đó là mình kích thích tế sắc thì khối bướu nó có thể nó to lên. Đối với đáp ứng trung gian thì tùy trường hợp. Nếu mà đáp ứng hình ảnh trung gian thì mình làm xét nghiệm TC, TCAB theo lịch của xét nghiệm hình ảnh, tức là 6 tới 12 tháng. Còn đáp ứng sinh hóa trung gian do TC, tức là TC nó nằm ở cái mức là từ 1 tới 10 nanogram trên ml thì mình làm xét nghiệm TC, TCAB mỗi 3 tới 6 tháng. Còn do TCAB thì mình sẽ làm xét nghiệm TC, TCAB mỗi 6 tới 12 tháng. Chúng ta thấy so sánh giữa TC kích thích và TC không kích thích. Ta thấy TC kích thích đó, thì 1 gram mô giáp nó có thể tương ứng với lại cái nồng độ cái TC trong máu là từ 2 tới 10 nanogram trên ml máu. Còn TC không kích thích đó, thì tức là với điều kiện tế sắc bình thường đó thì 1 gram mô giáp nó tương đương với 1 nanogram trên ml. Đối với bệnh nhân đã cắt giáp toàn phần có hay không kèm theo diệt giáp bằng giáp phóng xạ đó thì dùng cho bệnh nhân có đáp ứng hoàn toàn, thực hiện được 6 tới 18 tháng và ngưỡng thì nó là dương tính và trên 0.2 nanogram trên ml. Đối với bệnh nhân chưa cắt giáp toàn phần hoặc là chưa có điều trị gió 131
thì định lượng định kỳ mỗi 9 tới 12 tháng. Cái ngưỡng chưa rõ, tại vì mình không biết cái mô giáp còn lại là còn bao nhiêu. Nhưng mà cái này là tăng TC theo thời gian là một chỉ điểm mô giáp tăng sinh hoặc là ung thư tiến triển. Còn đối với TC kích thích thì mình dùng theo dõi trong các trường hợp nguy cơ cao, đáp ứng không hoàn toàn cấu trúc sinh hóa. Và khó theo dõi khi bướu bị mất khả năng tiết TC hoặc âm tính giả do tuyên giáp TC, TCAB. Và không cần thiết làm thường quy khi mình dùng cái TC đè nén, tức là TC không kích thích mà âm tính, không nhất thiết mình làm thường quy cái này. Chúng lưu ý là định lượng TC và TCAB, thì định lượng TC thì cùng cái TSH và TCAB và cùng chủ phòng xét nghiệm theo thời gian. Để phát hiện tái sát sớm và sinh hóa thì định hướng chẩn đoán để phát hiện, tức là giúp phát hiện sớm cái tái phát sinh hóa thì định hướng các chẩn đoán hình ảnh, phát hiện tái phát cấu trúc hoặc tiến triển hoặc diễn dạng. Khi mà thấy sinh hóa mà nó có vấn đề rồi đó thì mình sẽ tiếp theo là đánh giá về hình ảnh theo cái chỉ định. Chúng ta làm cái TC kích thích và khi TCAB âm tính đó, thì cái phương pháp nó có hai cái phương pháp. Một cái phương pháp là mình ngưng cái thuốc bù giáp, tức là mình ngưng cái levothyrox. Một phương pháp thứ hai thì mình dùng cái TSH tổng hợp. Nếu mình ngưng LT4 levothyrox thì mình ngưng khoảng 3-4 tuần. Còn có cách thứ hai đó là mình ngưng LT4 rồi mình chuyển qua LT3 dùng khoảng 1 tuần, sau đó là mình ngưng LT3 khoảng 2 tuần, thì cái này để mình tránh bệnh nhân rơi với tình trạng nhiệt giáp. Còn nếu mình dùng cái TSH tổng hợp đó thì mình sẽ dùng 2 mũi ha. Một mũi đó là cái liều đó là 0.9mg, mình tiêm một lần, rồi sau 24 tiếng thì mình tiêm cái mũi 2, và 72 giờ sau tiêm mũi thứ 2 thì mình làm xét nghiệm TC. Cái TSH mục tiêu trong khi mình dùng cái kỹ thuật là ngưng cái levothyrox thì mình phải đề TSH mục tiêu thì nó khoảng trên 30 ml đơn vị trên ml, hoặc là có một số tài liệu là trên 25 ml đơn vị trên 1 ml. Kết quả thì mình thấy là TC đó nó tăng gấp 5 tới 10 lần so với TC không kích thích, và ngưỡng cân nhắc đó là từ 1 hay là ta nói 2 cho tới 10 nanogram trên ml. Còn nếu mình làm cái TSH tổng hợp đó, thì thường thường nó sẽ ngưng cái ngưỡng nó sẽ thấp hơn so với ngưng cái là T4. Và ngưỡng cân nhắc đó là 2 nanogram trên ml. Có nhược điểm đó, nếu mình dùng cái phương pháp và ngưng levothyrox thì bệnh nhân sẽ bị nhiệt giáp và ảnh hưởng tới chất lượng sống. Còn nếu mà mình dùng cái RH TSH đó, TSH tổng hợp đó, thì bệnh nhân có cái giá thành rất là cao, cao rất cao luôn, chứ phải là mình nói cao không đó. Và nó có một số trường hợp dị ứng. Các xét nghiệm hình ảnh dùng trong theo dõi sau điều trị ung thư tuyến giáp biệt hóa đó, thì chúng ta thấy là xét nghiệm nãy và thị cảnh mới vừa trình bày đây, tức là PET-CT, tức là cân nhắc khi nguy cơ cao TC kích thích trên 10 nanogram trên ml và xạ hình toàn thân thì âm tính. Cái độ nhạy tới 83%, độ đặc hiệu 84% trong bệnh cảnh mà cái carcinoma tuyến giáp biệt hóa không còn bắt iốt. Cái CT scan có hay không có cản quang là phương tiện đầu tay khảo sát tái phát hạch cổ và trung thất. Cần phải chụp ở bệnh nhân nguy cơ cao, tức là TC kích thích trên 10 và xạ hình toàn thân âm tính. Nếu mà có cản quang thì đánh giá tương quan với cấu trúc mạch máu khí quản trung thất thì nó tốt hơn. Cái MRI có hay không có khẳng từ là phương tiện thứ hai sau CT scan khảo sát giới hạn cái ổ di căn. Còn siêu âm cổ đó thì thực hiện thường quy mỗi 6 tới 12 tháng tùy theo nguy cơ của bệnh nhân và đánh giá bướu và mô giáp còn lại. Đặc biệt là siêu âm cổ là có thể phương tiện số 1 để đánh giá cái di căn hạch còn nằm ở vùng cổ. Nhưng mà hạn chế khi khảo sát cái tổn thương nằm sau khí quản, giống như cái hạch sau hầu như thầy Cảnh hồi nãy cũng có nói. Và cái PET-CT thì giới liệu. Cái PET-CT đó thì khi mà mình dùng đó, giới liệu iốt 131 điều trị 30-150 mCi, hay là iốt 123 giới liệu chẩn đoán là 2-5 mCi đó. Thì cái này là SPECT CT, hình ảnh CT kết hợp với phát hiện các tổn thương không bắt iốt. Thì trong trường hợp này đó thì cái máy SPECT thì nó là cái single cái photon, tức là bệnh nhân uống cái iốt 131 thì mình dùng cái iốt 131 này thì nó cũng có phát ra cái photon. Còn iốt 123 thì đơn thuần là chỉ phát ra cái photon và không dùng để chẩn đoán. Thế thì khi nào mình chụp SPECT CT đánh giá tái phát cấu trúc khi đang theo dõi TC cao kéo dài, chúng ta sẽ thấy đó có hai cái. Thứ nhất là cái nãy mình nói đó,
Thời gian gấp đôi là một yếu tố động tiên lượng tái phát tại chỗ, di căn xa và sống còn độc lập khi theo dõi ung thư tuyến giáp toàn khóa. Hiện ta thấy thời gian gấp đôi mà ngắn dưới 1 năm thì bệnh diễn tiến nhanh, trung bình 1 tới 3 năm và dài trên 3 năm thì bệnh diễn tiến chậm. Thành ra khi mình theo dõi hoặc là nó trên 10 và tạo hình toàn thân âm tính thì mình chụp PET-CT, hoặc là cái thời gian gấp đôi nó trên nó dưới 1 năm thì mình chụp PET-CT. Cái ý nghĩa của TGAB kéo dài, cao kéo dài đó là chúng ta thấy đó, tại vì cái thời gian bán hủy của TGAB đó, hồi nãy mình nói tới 10 tuần lận, thành ra người ta thấy cần khoảng 3 năm để TGA biến mất khỏi hệ tuần hoàn sau khi cắt giáp toàn thân. TGAB dương tính thì nó tương tác với TG, thành ra chưa có phương pháp định lượng TGAB tối ưu, và TGAB thì không tương quan tới tải lượng bướu. Thành ra người ta thấy sự thay đổi TGAB dùng làm dấu hiệu sinh học của mô giáp lành hay ác. Phải thay đổi theo thời gian thì mình mới thấy được cái xu hướng này. Cái chiều hướng thay đổi của TGAB thì nó quan trọng hơn cái nồng độ tuyệt đối. Nếu TGAB có chiều hướng giảm dần thì tiên lượng sẽ khỏi bệnh. Nếu TGAB tăng lên thì nghi ngờ tái phát. Và nếu TGAB không đổi, tăng hoặc giảm không quá 50% thì cái tiên lượng không rõ nhưng có nguy cơ tái phát. Để kết luận đó thì TC và TGAB là dấu hiệu sinh học quan trọng giúp chẩn đoán điều trị tiên lượng theo dõi sau điều trị ung thư tuyến giáp biệt hóa. TC phụ thuộc vào mô giáp còn lại và nồng độ tế sắc TGAB. TGAB có thể tăng nguyên phát không phụ thuộc vào mô giáp và kết quả thay đổi theo thời gian. Và cái phương pháp xét nghiệm TC phải được xét nghiệm cùng lúc với TGAB và tế sắc. Giá trị động học của TC và TGAB quan trọng đối với các trường hợp TC và TGAB cao. Cái TC dùng theo dõi thường quy sau điều trị ung thư tuyến giáp thì nó tùy theo cái đáp ứng điều trị. Đối với lúc hoàn toàn thì TC không kích thích, làm tại thời điểm 3, 6 và 12 tháng. Rồi sau đó thì mỗi năm sau. Đáp ứng không hoàn toàn về mặt sinh hóa thì là TC động, TC kích thích mỗi 3 tới 6 tháng. Đáp ứng không hoàn toàn về mặt cấu trúc thì xử trí theo cái bất thường cấu trúc. Và đáp ứng trung gian thì TC, TGAB không kích thích mỗi 3 tới 6 tháng. Cái phần trình bày chúng tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và chúng ta sẽ tiếp qua bài thứ 3 là quản lý bệnh nhân hay là các tác dụng phụ của bệnh nhân trong cái điều trị toàn thân ung thư tuyến giáp biệt hóa. Với phần trình bày của bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thị Nhiều. Xin kính mời bác sĩ Lê Thị Nhiều. Trưởng khoa nội một bệnh viện Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, thì khoa mình phụ trách trong nhiều bệnh lý phổi phụ khoa, và trong đó thì có đầu cổ và cái luôn cả phần điều trị về cái ung thư tuyến giáp. Thì tiếp theo phần trình bày của hai báo cáo trước thì tôi xin tiếp theo cái phần báo cáo và cuối cùng của buổi sinh hoạt CME hôm nay về bên cạnh về những cái liệu pháp điều trị đối với ung thư tuyến giáp biệt hóa mà đã kháng giữa phóng xạ thì chúng ta bằng iOS 131 thì và những bệnh nhân hầu như cũng không còn cái chỉ định điều trị tại chỗ như là phẫu thuật hay là xạ trị nữa, thì bệnh nhân sẽ được cái chỉ định điều trị toàn thân. Thì chúng ta biết là trước đây đối với phương pháp mà điều trị toàn thân là kháng hết những phương pháp vừa nói ở trên, thì điều trị bằng những tác nhân hóa chất là tác xa có hay không có với tác nhân doxycycline thì hầu như là cái hiệu quả nó rất là kém. Và sự ra đời của cái thuốc TKI là lenvatinib nó nhằm vào đa đích, thì nó đem lại cái hiệu quả điều trị rất phải nói cho tới thời điểm này thì rất là ngoạn mục luôn. Và bên cạnh thì những cái hiệu quả của cái phương pháp điều trị nào thì chúng ta cũng cần quan tâm đến những cái độc tính liên quan của nó để chúng ta có cái hướng xử trí để cho bệnh nhân đạt được cái hiệu quả cao nhất.
Và phần trình bày hôm nay thì chỉ nói chủ yếu về những cái biến cố bất lợi, tức là những cái độc tính do cái điều trị lenvatinib đối với ung thư tuyến giáp biệt hóa mà đã kháng chữa phóng xạ. Trước hết thì nói về những cái lợi ích mà cái liệu pháp lenvatinib mang lại. Thì mục tiêu cũng là nói về những cái biến cố bất lợi và cách xử trí cũng như là phòng ngừa. Thì một lượt qua về cái lợi ích của cái lenvatinib so với phương pháp điều trị trước đây thì chúng ta cũng đã có TKI như là sorafenib, nhưng mà nếu mà ta so sánh một cách gián tiếp thì ta thấy là cái lợi ích sống còn của lenvatinib nó ẩn đến là trung vị sống còn đến 18-3 tháng, còn đối với sorafenib thì khoảng 11 tháng thôi, tức là lợi ích nó hơn hẳn so với TKI trước đây là sorafenib. Đó là một cái lợi điểm của cái lenvatinib, mặc dù đây là cái so sánh gián tiếp ha. Và cái thứ hai về tỷ lệ đáp ứng thì ta thấy là cái đáp ứng của cái lenvatinib nó rất là cao, đến 65%. Thì chúng ta biết là như vừa nói thì đối với cái trước khi có liệu pháp TKI lenvatinib thì hiệu quả đối với trị thì hầu như cũng khoảng 10% thôi, và như vậy thì sự ra đời của lenvatinib và đem lại cái đáp ứng đến 65% thì ta thấy đó là một cái thành công rất là đáng kể, phải nói là quá ngoạn mục luôn cho thời điểm hiện tại. Và như chưa có phương pháp điều trị toàn thân nào có thể vượt qua được cái lenvatinib về cái tỷ lệ đáp ứng ha, là 65%. Và cái bệnh nhân tiếp tục cái vẫn đạt được cái lợi ích sống còn kéo dài nhiều năm nữa khi mà chúng ta còn tiếp tục duy trì với cái lenvatinib. Đó là cái lợi ích mà chúng ta luôn luôn cân nhắc khi điều trị, tại vì cái tỷ lệ đáp ứng của nó đã quá rất là ngoạn mục rồi, đến 65%, thì sau một thời gian ngắn điều trị nữa thì hầu như những cái than phiền, những cái triệu chứng của bệnh nhân hầu như không còn nữa, và như vậy thì tâm lý bệnh nhân người ta cũng sẽ cân nhắc vậy thì có tiếp tục nữa hay không, và tiếp tục thì sẽ có đạt được cái tiếp tục được cái sống còn như mình mong đợi hay không ha. Thì rõ ràng là nếu mà bệnh nhân tiếp tục điều trị với lenvatinib mặc dù bệnh nhân có đáp ứng ngoạn mục rồi thì cái lợi sống còn vẫn còn đang tiếp tục. Tuy nhiên cái thời gian sau thì chắc chắn rồi cái thời gian sống còn cũng như là cái tỷ lệ đáp ứng nó cũng sẽ giảm dần so với những cái thời gian đáp ứng lúc đầu ha, tức là khoảng 25% người ta thấy là có cái đáp ứng ha sau 8 tuần ha, nó là đáp ứng rất là ngoạn mục luôn trong khoảng 1/4 bệnh nhân, và sau đó vẫn đáp ứng tiếp tục nhưng mà ở cái mức độ là tốc độ là thấp hơn. Như vậy thì lợi ích vẫn còn tiếp tục khi mình tiếp tục điều trị với cái liệu pháp lenvatinib. Và một số cái tác dụng ngoại ý thường gặp trong cái điều trị lenvatinib thì tôi thấy là cái thường gặp đó là cao huyết áp, thì đây là cái độc tính chung đối với cái nhóm mà kháng sinh mạch ha, thì lenvatinib nó đa đích thì trong đó nó cũng tác động lên cái đích kháng sinh mạch ha. Và lưu ý là cái độc tính độ 3 đối với cái cao huyết áp nó là đến 42%, tôi thấy rất là cao, chủ đề cũng đáng lo ngại cho các nhà lâm sàng ha. Và những cái độc tính về đường tiêu hóa thì nó cũng chiếm tỷ lệ khá cao, từ khoảng 40-60% ha. Những cái độc tính về tiêu hóa như là buồn nôn, nôn, tiêu chảy và viêm niêm mạc miệng cũng như là viêm niêm mạc đường tiêu hóa ha. Những cái độc tính về đường tiêu hóa nói chung thì nó mặc dù là cũng chiếm tỷ lệ cao, tuy nhiên là mức độ 3 thì hầu như là cũng ở mức chấp nhận được, tức là khoảng dưới 10%. Và một cái độc tính mà nó cũng hơi quan tâm, cũng đáng quan tâm nữa, tại vì nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sự quan tâm của bệnh nhân nữa, đó là hội chứng hồng da lòng bàn tay chân, nó chiếm khoảng 32%, và độc tính mức độ 3 thì cũng thấp ha. Và ngoài ra thì cái triệu chứng cái độc tính không mong muốn, đó là đạm niệu, chiếm tỷ lệ khoảng 31%, thì đây cũng là đi theo với cái độc tính mà thường gặp đối với những cái tác nhân mà kháng sinh mạch ha, đi kèm đó là cao huyết áp, đạm niệu. Trong tình huống này thì cao huyết áp chiếm tỷ lệ khá là cao, còn đạm niệu thì ở cái mức là phổ thấp hơn nhiều ha, và mức độ 3 thì cũng khoảng 10% thôi. Thì đây là những cái độc tính thường gặp mà tôi sẽ nêu cụ thể từng cái độc tính và chúng ta có cái hướng xử trí để đề phòng. Và nhìn chung thì những cái độc tính này thì thường xảy ra từ 2 tuần, từ vài tuần đến vài tháng ha. Thì trung vị từ khoảng từ 2 tuần cho đến 12 tuần. Và trong đó thì ta thấy thì cái mức cái độc tính mà tiêu chảy thì hầu như cái trung vị nó hầu như rất là trễ ha, đến 12 tuần, tức là khoảng 3 tháng sau. Nó rất là trễ hơn so với những cái độc tính khác như là cao huyết áp hay là mệt mỏi ha.
Và cái độc tính huyết áp là chiếm tỷ lệ khá là cao đến 68%, và trong đó thì mức độ 3 đến 40% như vậy thì quả là đáng lo ngại cho các nhà lâm sàng đối với bệnh nhân. Tuy nhiên người ta phân tích, người ta thấy là cái yếu tố này nó thậm chí là nó không làm xấu hơn cho bệnh nhân, mà người ta thấy rằng những bệnh nhân mà có độc tính cao huyết áp á, thì thậm chí nó còn đem lại cái lợi ích sống còn không bệnh tiến triển, và lợi ích sống còn toàn bộ nó thậm chí còn cao hơn đối với những nhánh bệnh nhân mà ở nhánh placebo nữa. Đó là một điều ghi nhận ha. Và như vậy thì khi có tình trạng mặc dù là nó đem lại tỷ lệ sống còn tốt hơn tiên lượng với cái đáp ứng, tuy nhiên thì người ta cũng khuyên là khi mà nó có cái độc tính đó thì chúng ta cũng phải can thiệp xử trí để tránh những cái độc tính ở mức độ nặng hơn, và như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sống của bệnh nhân. Và một cái phân tích trong đời thực thì ngoài cái huyết áp cao thì có những cái độc tính nào khác mà liên quan đến tiên lượng sống hay không, thì người ta thấy là cái độc tính mà liên quan đến cái hội chứng lòng bàn tay chân, tức là hồng da ban và viêm da lòng bàn tay lòng bàn chân á, thì những người có trường hợp có những cái độc tính này á, thì nó cũng làm cải thiện sống còn hơn so với những bệnh nhân mà không có những độc tính này. Tuy nhiên nhìn chung thì những cái độc tính mà ảnh hưởng đến sống còn á, đó là những cái độc tính mà ở mức độ nhẹ, tức là mức độ 1-2 thôi, chứ không phải là mức độ nặng, thì nó sẽ cải thiện được cái sống còn so với những, chắc chắn hơn là so với những bệnh nhân là mức độ nặng rồi thì chắc chắn là sẽ không cải thiện được cái sống còn. Và khi mà có cái độc tính ở mức độ từ mức độ 3 thì chắc chắn là chúng ta phải tạm ngưng cái liều điều trị với cái lenvatinib, và như vậy thì người ta cũng dựa vào cái mốc liều, mốc thời gian tạm hoãn cái lenvatinib với là ở mức là 10% trong tổng thời gian điều trị lenvatinib, hay là trên 10% cái khoảng thời gian tổng thời gian điều trị lenvatinib, thì nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái sống còn của bệnh nhân. Thì người ta thấy là ngay cả những bệnh nhân mà cần phải hoãn liều điều trị, hoãn cái thời gian điều trị lenvatinib hơn 10% thì nó vẫn cải thiện sống còn tốt hơn là so với cái nhóm placebo. Còn đối với những bệnh nhân mà có cái thời gian hoãn lenvatinib ngắn hơn, tức là dưới 10% thì chắc chắn thì nó sẽ cải thiện sống còn tốt hơn so với nhóm bệnh nhân mà có cái thời gian hoãn liều hoãn điều trị hơn là 10%. Tuy nhiên nhìn chung mặc dù là bệnh nhân có cái thời gian tạm ngưng lenvatinib dù là hơn 10% hay là dưới 10% thì cũng vẫn có cái thời gian sống còn không bệnh, vẫn có thời gian sống còn tốt hơn là so với nhóm bệnh nhân mà không có được điều trị gì. Và cái chiến lược điều chỉnh liều thì khi mà có độc tính độ 3 hoặc là cái trường hợp độ 2 dai dẳng thì mình nhờ cần phải điều chỉnh liều khi mà trở lại ở cái mức là độ nhẹ hoặc bình thường, thì cái đợt điều chỉnh đợt lần đầu, điều chỉnh liều lần đầu tức là giảm từ 24 mg trong ngày giảm xuống còn 20 mg trong ngày, và cần phải điều chỉnh lần thứ hai nữa thì chúng ta giảm xuống 14 mg một lần trong ngày, và giảm liều lần ba nữa là 10 mg một lần trong ngày ha. Đây là một cái khuyến cáo hướng dẫn giảm liều ha, khi mà có độc tính đối với lenvatinib từ mức độ 3 hay là độc 2 dai dẳng. Và sau đây thì một số cái độc tính thường gặp vừa nêu ở trên, hay là những độc tính liên quan tới cơ quan như là đạm niệu có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống bệnh nhân thì cần phải xử trí và can thiệp kịp thời ha. Thì có mô xin nêu một cái số độc tính cũng thường gặp như nêu ở trên ha, đó là cao huyết áp ha, đạm niệu, triệu chứng trên đường tiêu hóa đó là viêm miệng, tiêu chảy, mệt mỏi và hội chứng lòng bàn tay chân ha. Xin lần lượt qua các cái tình huống này ha. Thì cái độc tính đầu tiên liên quan đến lenvatinib thì phải nói là cao huyết áp. Thì như vừa nói trên thì cái trong cái nghiên cứu SELECT người ta thấy là cái tỷ lệ mà bệnh nhân có cái cao huyết áp là chiếm khá là cao, đến 68%, mà trong khi đó thì độ 3 đến 40%. Và người ta cũng ghi nhận là đối với những bệnh nhân Nhật Bản cũng là bệnh nhân châu Á ha, thì ta cũng chưa hiểu tại sao là cái mức độ 3 đó nó lại còn cao hơn nữa ha, tức là đến 80% luôn. Và thật sự thì cơ chế thì người ta cũng chưa rõ là do vấn đề gì, do cơ chế như thế nào. Và chẩn đoán chính xác cao huyết áp á, thì người ta khuyên á, là nên theo dõi huyết áp và liên tục trong 24 giờ ha, hoặc là cá thể hóa từng bệnh nhân. Ví dụ như cái ngưỡng người ta thường quy định là thường 14 trên 9 cm thủy ngân. Tuy nhiên có những bệnh nhân là
huyết áp bình thường ta khá thấp, và mặc dù ở dưới cái ngưỡng này nhưng mà bệnh nhân có triệu chứng thì tình trạng bệnh nhân nó vẫn xem là cao huyết áp và cần cần phải can thiệp điều trị. Và cái việc điều trị sớm thì nó cũng tránh được các biến chứng nghiêm trọng và cũng như là giúp cho bệnh nhân tiếp tục điều trị lâu dài với cái liệu pháp nevacizumab. Do đó thì trước khi điều trị, đây là cái độc tính thường gặp và cũng như mức độ 3 nó là khá là cao. Và như vậy thì cũng sẽ nguy hiểm cho bệnh nhân. Do đó thì trước điều trị chúng ta phải kiểm tra kỹ lưỡng về tình trạng huyết áp của bệnh nhân ha. Nếu mà có cái tình trạng cao huyết áp mà mặc dù là không triệu chứng đi nữa mà ở quá cái ngưỡng ông khuyến cáo thì chúng ta sẽ cần can thiệp điều trị ha. Cái ngưỡng để điều trị đó là khi huyết áp tâm thu lớn hơn 140 mm thủy ngân, hoặc là huyết áp tâm trương hơn 90 mm thủy ngân. Hoặc tôi vừa nói thì tùy vào tình trạng cá thể của bệnh nhân, có thể chưa tới cái ngưỡng huyết áp tâm thu 14 nhưng mà bệnh nhân có triệu chứng thì cũng phải can thiệp điều trị. Và cái can thiệp điều trị cao huyết áp thì có vẻ thì theo cái hướng dẫn điều trị ha, thì chúng ta đầu tiên cũng phải là dùng cái những liệu pháp mà không dùng thuốc với người lợi tiểu ha. Và nếu mà chúng ta chưa kiểm soát được thì có thể dùng những cái nhóm thuốc như là chặn canxi, chặn beta ha, ức chế men chuyển hay là ức chế angiotensin ha, để kết hợp điều trị, có thể bằng một thuốc hay là kết hợp hai thuốc ha. Và hơn nữa thì đây là cũng là một cái chuyên khoa đặc biệt thì người ta cũng một số tác giả cũng khuyến cáo là chúng ta cũng nên tham khảo thêm vị bác sĩ tim mạch để có cái hướng điều trị thích hợp nhất cho bệnh nhân. Và trong lúc điều trị thì chúng ta vẫn theo dõi sát về cái tình trạng huyết áp của bệnh nhân, thì người ta cũng chia làm nhiều mức độ để cho có sự can thiệp điều trị phù hợp. Ví dụ như là nếu mà ở mức độ 1 lên tới là huyết áp tâm thu nó lớn hơn, nó trên hơn 20 mm thủy ngân ha, và thoáng qua thôi, tức là ở cái mức là dưới 24 giờ và cũng như là bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng, hay là bệnh nhân có huyết áp là lớn hơn 150 trên 110 mm thủy ngân mà nếu trước đó trong giới hạn bình thường, và bệnh nhân những bệnh nhân này thì hầu như cũng không có can thiệp về điều trị hết, thì mức độ 1. Và ở mức độ 2 thì những bệnh nhân cũng cao hơn 20 mm thủy ngân ha. Tuy nhiên là nó có dai dẳng, tức là nó lớn hơn 24 giờ, hay là nó cứ lặp đi lặp lại, hoặc là nó lớn hơn 150 trên 100 mm thủy ngân mà trước đó trong giới hạn bình thường, và bệnh nhân cũng cần phải can thiệp cái điều trị với là một liệu pháp ha, tới một nhóm thuốc. Thì đó là mức độ 2. Và mức độ 3 thì để kiểm soát được cái ngưỡng người ta mong muốn là 14 trên 9 cm thủy ngân thì còn cần phải hai thuốc, thì gọi là ở cao huyết áp ở mức độ 3, và cái đe dọa tính mạng thì gọi là độ 4. Và trong trường hợp cao huyết áp ở mức độ 1, 2 thì người ta vẫn khuyến cáo là tiếp tục với dùng cái nevacizumab mà cũng không cần phải giảm liều. Tuy nhiên thì phải duy trì ở cái mức ngưỡng huyết áp là dưới về ngưỡng là dưới là 140 trên 14 trên 9 cm thủy ngân. Và trường hợp là cao huyết áp mức độ 3, tức là mình muốn giữ cái huyết áp ở cái mức này thì bệnh nhân phải dùng can thiệp đến hai cái nhóm thuốc. Thì trong trường hợp này thì tôi khuyên là có thể là phải tạm ngưng cái nevacizumab và điều chỉnh cho tới khi huyết áp trở về mức độ 2, tức là ở cái mức kiểm soát huyết áp mình mong muốn mà dưới cái một cái liệu pháp thôi, thì lúc đó thì mình sẽ bắt đầu cái liệu pháp lại với nevacizumab. Và mức độ 4 thì hầu như là bắt buộc là phải ngưng cái liệu pháp nevacizumab. Và cái độc tính thứ hai đó là đạm niệu, thì chúng ta thấy đây là cái độc tính mà cũng liên quan đến các cái nhóm TKI ha, cao huyết áp mà thường có đạm niệu. Tuy nhiên thì cái độc tính đạm niệu này thì nó cũng xảy ra ít hơn so với cái cao huyết áp ha, khoảng 1/3 bệnh nhân thôi. Và lại là bệnh nhân Nhật Bản thì có cái huyết áp nó trên nó chiếm tỷ lệ cao hơn, và độ 3 thì nó cũng cao hơn so với nhóm bệnh nhân dân số chung ha. Cái mà chẩn đoán á, người ta khuyên vẫn là cái dùng cái xét nghiệm là tìm cái protein nước tiểu 24 giờ thì nó sẽ chính xác hơn. Và nếu trường hợp mình làm test nhanh thì mình có thể dựa là vào cái tỷ lệ là protein nước tiểu và creatinine lớn hơn 0.2 thì coi như là cái đạm niệu dương tính. Và như vậy thì để hạn chế cái độc tính này thì chúng ta cũng phân tích nước tiểu trước khi điều trị nevacizumab và theo dõi thường quy. Trời ơi, mà tạch rồi.